Anh. Nè. Em à, anh đã nói với em rồi, vẫn không chịu nghe lời. Đừng có làm lộn nhiều quá, vậy mà cũng không nghe. Anh á, đi từ mờ sáng tới giờ chắc mệt lắm đúng không? Để em rót nước cho anh uống nha. Thôi, em đừng có đi đâu hết. Một lát anh tự vô lấy uống được rồi. Nghe lời anh, từ giờ tới lúc sanh em không phải làm gì, không được đi đâu hết nghe chưa? Trời ơi, em đã làm quen tay quen chân rồi, tự nhiên bây giờ bắt em ở không à, chán chết luôn á. Đi nè. Sẵn có con gà này, anh sẽ nấu cháo tẩm bổ cho em. Lâu nay nhìn thấy em ăn uống kham khổ, dạ, anh cũng thấy xót ruột lắm. Phải chi anh kiếm được nhiều tiền hơn thì em không cực khổ như vậy. Mình à, vợ chồng mình á, có muối ăn muối, có rau ăn rau, chứ từ trước tới giờ em có đòi hỏi hay trách gì đâu. Thì ra anh mua con gà để tẩm bổ cho em. Mà anh á, bữa nào á, cũng thức sớm đi vô trong rừng, rồi tới chạng vạng mới về lận. Mình còn sức, phải ráng thôi em. Trời ơi, anh ráng cũng phải giữ sức mình chứ. Anh vô rừng á, vác cả đống củi về, bộ anh không sợ đau lưng hả? Anh á, anh phải giữ sức làm vừa vừa thôi. Rủi anh bệnh, làm sao em lo nổi, ai lo cho con nữa. Anh á, phải phụ em chăm con nghe không? Nè, em mới phải bớt bớt lại đi, bụng to sắp tới ngày sanh rồi. Mà cứ lì cãi anh làm việc hoài, không biết em với anh ai lì hơn nữa. Anh á, đi thì thôi, về là cằn nhằn em à. Không biết ai cằn nhằn nữa. Nói vậy chứ không có anh cằn nhằn, em thấy buồn lắm phải không? Anh này. Để vô làm gà cho em nghe. Mình sáng sớm mà mình lục đục gì ở dưới bếp vậy? Hôm qua chị Năm có đem cho mình một thang thuốc bổ, sáng nay anh dậy sớm sắc cho mình uống nè. Cảm ơn mình. Em à, chắc tầm 10 ngày nữa con mới chào đời phải không em? Mà có chuyện gì không anh? Anh tính mai vô rừng lần cuối trước khi em sanh, nhưng mà chuyến này chắc đi lâu, khoảng 3-4 ngày anh mới về. Bởi vậy anh cũng hơi lo. Em à, nếu như có dấu hiệu chuyển dạ nhưng mà anh chưa về kịp, có gì em gọi chị Năm qua giúp mình nghe. Mà đi gì mà lâu vậy? Lần này anh tính đi sâu vô rừng hơn một chút, vì trong đó có mấy loại gỗ quý bán được giá lắm em. Chỉ cần tìm được vài cây là vợ chồng mình có thể dư giả lo cho con được rồi. Sao tự nhiên anh lại có ý này vậy? Sáng nay anh tình cờ gặp lại mấy bạn cũ, họ trước kia cũng kiếm củi giống như anh vậy, nhưng mà từ khi họ chuyển qua sang gỗ quý, họ phớt lên hẳn đó. Anh cũng muốn thử một lần xem sao, hy vọng kiếm được một ít để con mình sinh ra không phải khổ sở như vợ chồng mình. Mình à, em nghe nói đi cực lắm, mà lại vô rừng sâu nguy hiểm nữa. Em lại sắp sanh, hay là anh để em sanh xong rồi hãy đi? Với lại em cũng để dành một ít bạc, trong mấy ngày tới mình sống tằn tiện chắc cũng đủ mà anh. Anh đã nghĩ kỹ rồi, anh không muốn em tiếp tục cuộc sống khổ sở như vậy nữa. Mỗi lần nhìn thấy em bụng to mà cứ phải làm lụng vất vả cực khổ, anh khó chịu trong lòng lắm. Em à, anh đi rồi về sớm mà, em đừng có lo nghe. Nè, nghe lời anh, uống hết chén thuốc đi. Dạ. Yên tâm đi, uống đi em. Thank you.
Em cảm ơn chị nhiều lắm đó chị Năm. Không có chị em không biết làm sao hết. Cảm ơn cái gì? Mà thằng nhỏ á, nó cũng cưng ghê á, y chang như thằng cha của nó vậy. Không biết anh Mộc có chuyện gì không nữa. Tính tới bữa nay á, là 7 ngày rồi mà không có một tin gì của ảnh hết. Sao em lo quá chị Năm ơi. Nè, mới sanh nở được con nghĩ bậy nha. Sữa đắng á, con nó bú không được đó. Mà thằng Mộc á hả, nó đi mới có 7 ngày à. Nhiều khi á, vô trong đường sâu á, tới 10 ngày là bình thường. Không chừng á, chồng em á, đang trên đường trở về đó. Mà em đặt tên cho nó chưa vậy? Dạ rồi. Nó tên là Lâm. Là rừng đó chị. Anh Mộc, anh thích tên này lắm. Vậy hả em? Khi anh đi, anh dặn đi dặn lại, nếu sanh con trai thì phải đặt tên Lâm. Anh nói giống y như là anh không bao giờ gặp được con nữa. Cái con nhỏ này, cái miệng ăn mắm ăn muối mà nó bậy nó bạ không à. Thôi, em cũng mệt rồi, nằm nghỉ chút đi. Để chị ra làm sao nấu cho em miếng cháo nha. Em cảm ơn chị. Gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại chịu đời đắng cay. Không, mình không thể nào tin những lời đàm tiếu về chồng mình như vậy. Mình phải tin tưởng chồng mình. Có ngày anh sẽ trở về với mình mà. Nữa vậy bộ ai nói ra nó vô nữa hả? Trời đất ơi, mày nín đi, mày tin lời mấy người nhiều chuyện đó hay sao? Mới sanh con mấy tháng à mà cứ khóc hoài như vậy là không tốt đâu nghe. Em không có tin đâu chị Năm, nhưng mà ngày nào họ cũng nói vô lỗ tai em như vậy. Người thì nói anh Mộc bỏ nhà theo người nhà giàu khác, người thì nói á anh chán cảnh nghèo khó nên bỏ đi biệt luôn. Còn có người á thì kêu em đừng có đợi ảnh nữa. Ngày nào cũng nói như vậy, làm sao mà em chịu nổi hả chị? Mấy con mụ nhiều chuyện đó đó hả? Chị mà nghe đó hả, chị giả hết răng không còn mặn cháu luôn đó. Bộ hết chuyện hay sao mà bới móc chuyện của người ta. Chồng con có mệnh thì không lo, mà mày cũng thiệt tình à. Có buồn cách mấy á thì cũng ráng ăn uống đồ vô chứ. Mấy tháng nay á nhìn bay á lúc nào cũng như người mất hồn hết à, xanh xao tiều tụy. Rủi thằng Mộc nó về á
Nó nhìn thấy bay như vậy á, rồi nó bỏ đi luôn rồi sao? Chị cũng nghĩ là anh Mộc sẽ về phải không chị? Ừ, nó sẽ về nếu như nó còn sống. Chết rồi. Trời ơi, cái miệng ăn mắm ăn muối quên nó bậy loạ không à. Thiệt tình chị nói không có gì sai hết. Anh đi biệt biệt mấy tháng nay, nếu mà anh còn sống á thì nhất định anh sẽ về thăm mẹ con em. Em không tin anh Mộc là người phụ bạc. Anh ấy lại càng không phải là kẻ tham giàu bỏ nghèo. Anh sống như thế nào em là người rõ nhất. Nhưng mà Ngạn nói mấy lần người ta vô rừng tìm anh nhưng cũng không tới xác của anh. Vậy là anh còn sống đúng không chị? Em rất là hy vọng. Em tin anh còn sống. Anh còn sống mà đúng không chị? Ừ, phải hy vọng mới sống được chứ bay. Nhưng bay cũng phải giữ gìn sức khỏe. Có sức khỏe để mà còn lo cho thằng Lâm nữa chứ. Em biết rồi. Em cảm ơn chị Năm. Kỳ này không có chị bên cạnh, em không biết phải sống làm sao nữa. Chị yên tâm đi, em sẽ nuôi dạy con em thật tốt để chờ cha nó về nữa. Thôi, em biết nghĩ vậy là tốt. Cha con nhất định sẽ về, sẽ về với mẹ con mình mà. Về rồi nè. Mẹ, mẹ nghĩ ta ra ngồi nghỉ đi mẹ. Con đã nói mẹ rồi, mẹ ở nhà đừng có làm gì hết, để con về rồi con nấu cơm cho mẹ. Hôm nay mẹ thấy con về trễ hơn mọi ngày, thành thử mẹ nấu trước nồi cơm vậy mà. Dạ, con ráng làm cho xong gì nên quên luôn thời gian. Nhìn lại thấy mặt trời xuống chân núi rồi, lúc đó con mới biết là sắp hết ngày rồi. Mẹ ngồi nghỉ tay đi, để con vô làm đồ ăn cho mẹ nha. Thôi khỏi, mẹ chưa có đói bụng đâu. Mẹ ở nhà có đói gì đâu. Còn đó, lúc nào cũng cực khổ, phải ra ngoài làm việc, về nhà lo cho mẹ. Cái tánh của con mẹ cũng không biết giống ai nữa, lúc nào cũng lo cho người khác hết. Chắc là giống cha phải không mẹ? Đúng đó, mẹ còn giống như đúc vậy, từ dáng dấp cho đến tính tình. Còn nói làm cho mẹ nhớ cha con quá. Thôi để mẹ vô làm món ăn cho con. Thôi thôi, mẹ, mẹ ngồi nghỉ đi, để con vô làm cho. Con làm nhanh lắm, mẹ chờ con nha. Mẹ. Mẹ à, mẹ ngồi dậy uống chén thuốc đi mẹ. Mẹ uống thuốc đi mẹ. Sao mà mẹ hậu lâu hết quá. Hay là ngày mai con đổi qua bên hút thuốc của ông thầy Mười, cô có hay hơn không? Khỏi đi con. Qua thầy Mười á, tốn tiền dữ lắm. Mẹ ho dăm ba bữa là hết thôi à. Hôm mẹ... bữa con hút mớ thuốc kia mẹ còn chưa uống hết nữa mà. Con đừng có đổi thầy khác chi cho mất công vậy. Mấy bữa trước mẹ cũng nói như vậy, mà tới hôm nay con có thấy mẹ bớt ho chút nào đâu.
mẹ ăn cũng ít nữa. Hồi nãy mẹ ăn chưa hết chén cơm nữa. Mẹ già rồi, mẹ ăn ít cũng là chuyện bình thường mà con. Mẹ à, mẹ già đâu mà già, mẹ còn trẻ và đẹp lắm. Mày phải trẻ đẹp khỏe để cha về còn nhận ra mẹ nữa chứ. Mười tám năm rồi con à, nếu mà ông còn sống, ông đã trở về rồi. Trước đây ngày nào mẹ cũng trông chờ, nhưng mà càng ngày mẹ càng hết hy vọng. Nếu mà không có con bên cạnh, chắc là mẹ ngã quỵ từ lâu lắm rồi. Mẹ đừng mất hy vọng như vậy mà. Con tin là cha vẫn còn đang ở đâu đó và luôn nhớ tới mẹ con mình. Chỉ là cha có lý do gì đó nên cha chưa về được thôi. À, theo như lời mẹ kể thì con tin cha là người rất chung thủy và rất yêu thương mẹ. Con giống cha con lắm. Nếu mà cha con thấy con trưởng thành khỏe mạnh mà biết lo nghĩ cho người khác, chắc là ông vui lắm đây. Bây giờ mẹ chẳng cần mong ước gì cao sang, mẹ ước gì con được khỏe mạnh hạnh phúc. Giờ mẹ được nhìn thấy cha con lần cuối, vậy là mẹ mãn nguyện lắm rồi. Mẹ à, hay là mẹ cho con đi tìm cha nha mẹ. Nha. Sao lại tự dưng con muốn đi tìm cha? Mẹ à, chẳng phải mẹ cũng vừa nói con trưởng thành rồi sao? Mấy năm trước con chưa đủ 18 tuổi thì lúc đó mẹ còn có cớ không cho con đi. Nhưng bây giờ con đã lớn rồi, con khỏe mạnh rồi, lớn hơn trước rồi. Mẹ à, con không thể nào ngồi nhìn mẹ ngày ngày héo mòn chờ tin cha như vậy. Mẹ à, mẹ cho con đi nha mẹ. Con hứa con sẽ cẩn thận. Mẹ, mẹ biết thế nào cũng có ngại như vậy. Nói thiệt là mẹ cũng vừa sợ mà vừa mừng. Mẹ sợ sẽ mất con vĩnh viễn giống như là cha con. Mẹ sợ là con đi con không trở về. Nhưng mà mẹ mừng vì con đã khôn lớn. Thôi được rồi, nếu con muốn đi thì mẹ sẽ cho con đi, nhưng mà với một điều kiện. Điều kiện gì hả mẹ? Nếu con đi trong vòng một tuần trăng mà con không có tin tức gì của cha thì con phải quay về với mẹ ngay. Mẹ không muốn mất thêm con trai của mình nữa. Con có hứa với mẹ không? Mẹ à, con biết sức khỏe của mẹ không tốt, mà con bỏ đi ngay lúc này con cũng thấy áy náy lắm. Nhưng con đã hứa với lòng, con phải tìm cha về cho mẹ. Nếu như đi nửa chừng mà con không tìm thấy cha mà con lại quay trở về thì con thấy có lỗi lắm mẹ à. Nè, tao mới tới, ngàn Lâm nó tính đi đâu hả? Trời, chuyện này dễ ẹt à, có gì đâu khó. Mày cứ đi tìm cha đi, còn mẹ mày á, để tao ngó chừng cho, nghe chưa? Dạ, con cảm ơn dì Năm nha. Có gì á thì chuyện gì cũng xong hết. Thôi đừng có nịnh tôi, ráng đi đứng cho cẩn thận đó. Đường rừng á, nguy hiểm lắm đó. Có nhiều cái bẫy á, mình không có lường trước được đâu nghe con. Rừng núi có lạ gì con đâu dì. Ủa, mà mày biết mặt cha mày chưa mà đi tìm? Ờ, mà giờ mẹ con có nói cha con có một chiếc sẹo trên trán, nhìn là biết liền. Ờ, đúng rồi đó. Cũng may là có vết sẹo đó nên cũng dễ nhận dạng lắm. Con á, ráng tìm được cha cho mẹ con nghe. Mẹ con á, bệnh hoài hả? Không dứt á, là do nhớ mong cha con đó. Nè, bây giờ dì về lo công chuyện. Khi nào con đi á, báo cho dì một tiếng. Dì qua nghe. Dạ, cảm ơn dì.
Lâm à. Mẹ, sao mẹ không ở trong nhà? Ra đây làm chi vậy mẹ? Mẹ, sao mẹ không ở trong nhà nghỉ ngơi? Ra đây làm chi cho mệt vậy? Nếu con nhất quyết đi tìm cha thì con phải nghe lời mẹ dặn, không được chủ quan. Trước đây cha con cũng thân thuộc với rừng như lòng bàn tay, vậy mà cũng biệt tâm biệt tích. Khu vực phía ngoài thì không sao, nhưng mà sâu bên trong mẹ nghe đồn có nhiều yêu ma quỷ quái lắm. Con phải hết sức cảnh giác và không được tin bất cứ ai. Con biết rồi mẹ, nhưng mà nếu lỡ như mà gặp yêu ma quỷ quái, có cách nào thắng được bọn chúng không mẹ? Hồi mẹ còn nhỏ, mẹ có nghe bà ngoại con kể lại rằng yêu tinh nào cũng có một vật gì đó giống như bổn mạng của chúng. Khi mà mình phá hủy vật đó thì mình sẽ tiêu diệt được yêu tinh. Cái này mẹ cũng chỉ nghe bà ngoại con nói lại thôi, chứ mẹ cũng không biết làm sao. Thì thật ra có ai gặp được yêu ma bao giờ đâu, mà tốt nhất thì con cầu mong đừng có bao giờ gặp bọn chúng nha. Dạ con biết rồi, mẹ yên tâm đi, con nhất định sẽ tìm cha về cho mẹ. Sao là biết nói tiếng người? Phải, ta biết nói tiếng người. Cậu hãy giúp ta thoát khỏi nơi này đi. Sao mày chui vô đây cho chú mắc kẹt vậy? Ta lo đi tìm thức ăn để nuôi các con của ta, cho nên mới bay lạc vào đây. Xin hãy cứu ta, hãy giúp ta đi. Được rồi, để ta giúp ngươi nha. Đau quá. Cảm ơn cậu nhiều nha. Cậu đúng là một chàng trai tốt bụng. Nếu không có cậu, ta sẽ phải ở đây mãi rồi. Nhưng cậu làm gì ở nơi hoang vắng rừng sâu này? Nói đi, biết đâu ta có thể giúp được cậu, để nâng cậu thì sao? À, ta đi tìm cha. Nếu như chim giúp ta tìm được tung tích của cha ta thì hay quá. Cách đây 18 năm, cha ta có vào rừng đốn củi rồi mất tích cho tới bây giờ luôn. À, ông ấy có một đặc điểm là trên trán có một vết sẹo. Tiếc là ta chưa gặp người như vậy bao giờ. Hay là cậu tới nhà của mụ yêu tinh thử coi sao, coi ông ta có ở đó không. Mụ yêu tinh? Trong rừng này có yêu tinh thật sao? Nhưng mà tại sao cha ta lại ở đó? Vì mụ ta từng bắt đàn ông về để nhốt linh hồn của họ, duy trì sức mạnh của mụ. Rất nhiều người lạc vào đó và không trở về được. Cha cậu cũng có thể là một trong số đó cũng nên. Vậy rồi mụ yêu tinh ở đâu? Chim có thể đưa ta tới đó được không? Xin lỗi cậu, tiếc là ta không thể dẫn đường cho cậu tới đó được. Tới đó xa lắm, mà ta bị mắc kẹt ở đây mấy ngày rồi. Nếu mà đi theo cậu nữa thì lũ chim con của ta ở nhà sẽ chết đói mất. Với lại tuy ta biết nói tiếng người, nhưng phép thuật của ta còn yếu lắm, không thể nào giúp cậu đương đầu với một yêu tinh đó được. Vậy thì bây giờ ta phải làm sao đây? Cậu đừng có lo, ta sẽ chỉ đường cho cậu đến đó một cách tường tận nhất. Cậu cứ theo hướng tây, tới ngã ba thì quẹo trái, đi thêm chừng nửa ngày sẽ thấy một dinh thự rất lớn. Đó là nơi của mụ yêu tinh sinh sống. Nhưng mà cậu phải nhớ hết sức cẩn thận, vì mụ ta thường dùng hương hoa và tiếng đàn ma quái để mê hoặc người ta chìm vào giấc ngủ, sau đó sẽ ra tay bắt họ. Hầu như là chưa có ai thoát khỏi bẫy này của mụ ta. Do đó muốn thắng được mụ ta thì cậu phải luôn tỉnh táo và không được ngủ.
Nói như vậy, thoát khỏi bùa phép ấy bằng cách nào bây giờ? Chim có thể giúp ta được không? Cậu hãy mang theo một ít bụi gai rừng này. Nếu như mà bị hương hoa mê hoặc thì đâm vào tay của mình để không bị chìm vào giấc ngủ. Còn khi nào mà nghe tiếng đàn thì nhớ hãy bịt tai lại. Được rồi, cảm ơn chim nha. Gặp được chim á, thật là may mắn cho ta quá. Ta sẽ ghi nhớ lời của chim. Chim nhớ bay cẩn thận đó. Khi nào mà nghe tiếng đàn thì nhớ hãy bịt tai lại. Đồ yêu tinh, ta phải giết ngươi. Anh đã tỉnh sao? May quá. Cô thường dùng tiếng đàn của mình để mê hoặc người khác và lấy mạng họ, có đúng vậy không? Hôm nay ta phải kết liễu ngươi, đồ yêu tinh. Tôi không phải là yêu tinh, tôi cũng là người bình thường giống như anh thôi. Làm sao ta có thể tin cô được? Anh nghĩ đi, nếu như tôi là yêu tinh thì anh còn có thể đứng đây mà múa mai với tôi hay sao? Xin anh hãy nghe tôi nói đã, rồi sau đó anh tin hay không thì tùy anh. Người nói đi. Tôi nói nhanh thôi, vì mụ yêu tinh sắp về tới rồi. Tôi là Ngọc Hoa, người của làng Thủy. Cách đây 5 năm, chính mụ yêu tinh đã bắt cóc tôi về đây và ép tôi dùng cây đàn ma thuật để mê hoặc những người đàn ông lầm lạc bước tới nơi này. Sau đó mụ ta sẽ hút hồn của họ để duy trì sức mạnh và tuổi thọ của mụ ta. Vậy còn những người bị mụ ấy hút hồn thì sẽ ra sao? Theo tôi biết thì những người nào trong lòng vẫn còn nghĩ tới người thân thì sẽ bị mù mắt và biến thành những bông hoa ngoài giường. Còn ngược lại, nếu họ không còn nhớ gì tới ai thì sẽ bị biến thành bùn đất, không còn cơ hội tái sinh nữa. Mà sao anh lại quan tâm tới điều này? Không lẽ người thân của anh cũng đến nơi đây sao? Phải, là cha tôi. Cha tôi bị mất tích cách đây 18 năm, sau khi vào rừng đốn củi. Không biết cô có gặp được một người đàn ông tên Mộc, trên 40 tuổi, ở trên trán có một vết sẹo không? Tôi chỉ mới tới đây có 5 năm thôi, nên những chuyện xảy ra trước đó tôi cũng không rành lắm.
Nhưng nếu cha của anh đã lạc tới đây thì chắc chắn đã bị mụ yêu tinh hút hồn rồi. Hy vọng là ông ấy chỉ chưa tan biến ra thành bùn đất mà thôi. Vậy cô biết khu vườn có những bông hoa đó chứ? Có thể dẫn tôi tới đó được không? Tôi sẽ cứu cha tôi và sau đó tìm cách cứu cô ra khỏi nơi này, có được không? Anh không đưa tôi ra khỏi nơi này được đâu. Mụ yêu tinh đã quá phép nơi này để cầm tù tôi. Tôi đã thử rất nhiều lần, nhưng chỉ cần tôi bước ra khỏi khu vực này là ma thuật của mụ ấy sẽ khiến tôi đau đớn đến ngất xỉu. Mụ ấy còn quá phép để tôi không thể nào tự dẫn được. Tôi không ngờ số phận của cô lại éo le như vậy. Tôi hứa sẽ tìm cách quá giải phép thuật của mụ ta để cứu cha tôi và cả cô. Cảm ơn anh. Tôi không xứng đáng để anh thương cảm như vậy đâu. Vì 5 năm qua tôi cũng đã gián tiếp hại chết quá nhiều người. Nếu tôi có chết đi thì ông cũng là trả giá cho tội lỗi của mình thôi. Cô đừng nói như vậy. Đó không phải là lỗi của cô. Tất cả là do mụ yêu tinh và phép thuật của mụ ta làm mà. Cô phải sống để về gặp lại gia đình của mình nữa. Tôi tin chắc là mọi người rất nhớ thương cô. Anh tử tế quá. Anh nói đúng. Tôi sẽ ráng sống và dùng hết khả năng của mình để giúp anh tiêu diệt mụ yêu tinh. À, mà anh tên gì? Tôi chưa được biết. À, tôi tên là Lâm. Anh Lâm, hãy mau theo tôi. Tôi sẽ dẫn anh ra vườn của ai. À. Đây là vườn hoa tôi nói nè. Anh tìm xem cha anh ở đâu. Anh à, anh Lâm, anh có sao không vậy? Hả? Anh sao vậy? Anh tỉnh rồi. Tôi không sao. Mà sao cô không bị gì hết vậy? Tôi không sao đâu. Bởi vì mùi hương này chỉ có tác dụng với đàn ông thôi. Bây giờ anh mau đi tìm xem bông hoa nào là cha của anh. Ở đây nhiều bông hoa như vậy, có cách nào nhận ra đâu là người mình muốn tìm không? Cái này... Anh tỉnh rồi. Tôi không sao. Mà sao cô không bị gì hết vậy? Tôi không sao đâu. Bởi vì mùi hương này chỉ có tác dụng với đàn ông thôi. Bây giờ anh mau đi tìm xem bông hoa nào là cha của anh. Ở đây nhiều bông hoa như vậy, có cách nào nhận ra đâu là người mình muốn tìm không? Cái này thì tôi chịu thua. Không lẽ tôi tới đây rồi mà lại chịu thua sao? Phải có cách nào đó hóa giải lời nguyền của mụ yêu tinh chứ. Anh đừng quá thất vọng. Tuy không thể nhận ra cha anh ngay, nhưng nếu mụ yêu tinh chết rồi thì tất cả tà thuật này sẽ được hóa giải. Nhưng mà mụ ta nhiều phép thuật như vậy, tôi là người trần mắt thịt, làm sao mà đấu lại mụ ta được? Tôi không chắc lắm, nhưng tôi nghi sức mạnh của mụ yêu tinh nằm ở sợi dây thần mà mụ ta hay đeo bên mình. Người nào không bị hương hoa và tiếng đàn mê quạt như anh đây thì sẽ bị mụ ta trói chặt bằng sợi dây đó. Nếu chúng ta khống chế được sợi dây đó thì có khả năng ngăn được mụ ta. Tuy nhiên
Để lấy được nó trước khi mụ ta hút linh hồn của anh là chuyện bất khả thi. Chết rồi, mụ yêu tinh đã quay về rồi. Anh mau ra khỏi nơi này, tìm nơi ẩn nấp đi. Nếu mụ ta tìm tới, anh cứ giả bộ ngủ say, mụ ta mất cảnh giác, lúc đó anh hãy ra tay. Anh đi đi, đi nhanh lên. Đi đi, đi đi. Còn cô thì sao? Tôi không thể nào đi để cô một mình ở đây được. Tôi không sao, anh cứ đi đi. Anh đi đi. Đứng lại. Tại sao ngươi không ở ngoài kia mà vào trong đây làm gì? Ngươi càng ngày càng thích cãi lời ta phải không? Ngươi chán sống rồi phải không? Ngươi chán sống rồi phải không? Thưa chủ nhân, tôi chỉ vừa vô đây thôi. Bây giờ tôi sẽ ra ngoài ngay. Khoan đã. Vì sự lười biếng của ngươi mà mấy hôm nay ta không bắt được một tên đàn ông nào. Hình như ta nghe có mùi đàn ông ở đâu đây. Dạ, chắc là mùi của tôi đó. Ngươi định lừa ta sao? Rõ ràng là mùi đàn ông mà. Ta đã nói là không sai mà, rõ ràng là có mùi người. Cuối cùng cũng có một gã đàn ông giác sát tới đây để cho ta thỏa cơn đói. Yêu tình khốn kiếp, ta phải giết ngươi. Ta sẽ giết ngươi. Đây là sợi dây thừng ma thuật mà Ngọc Hoa đã nói. Nhưng bây giờ làm cách nào để hóa giải đây? Mày là ai? Tại sao mày vào đây mà không bị hương hoa và tiếng đàn mê hoặc? Nói mau! Yêu tình khốn kiếp, ta là ai hả? Ta là người sẽ kết liễu đời ngươi và giải thoát cho những người vô tội mà ngươi đã giam cầm. Có giỏi thả ta ra, đấu tay đôi với ngươi. Có còn thả ta ra? Ta sẽ biến ngươi thành bữa ăn của ta. Thôi được rồi, bây giờ ta sẽ đưa ngươi vào phòng ăn của ta. Nửa canh giờ nữa ta mới thưởng thức ngươi với một bình rượu tuyệt ngon. Ừ.
Thả ta ra, bộ yêu tinh khốn kiếp. Nghe tôi nói gì không? Anh Lâm, anh dậy đi. Anh Lâm, anh Lâm, anh Lâm, anh Lâm à, anh làm ơn dậy đi. Tôi năn nỉ anh đó. Anh dậy đi, nếu không thì chúng ta sẽ chết đó. Anh Lâm. Ngọc Hoa. May quá. Ngọc Hoa, bây giờ mình mau nghĩ cách trốn khỏi nơi đây đi. Anh chờ em nha, để em cắt dây cho anh. Nó chắc quá, cắt không được anh ơi. Dù ít thôi Ngọc Hoa, cô có cố công cũng không được gì đâu. Đây là sợi dây của ma thuật mà, chúng ta phải nghĩ cách khác thôi. Cách gì bây giờ? Nếu không thoát khỏi nơi đây thì cả hai chúng ta chết chắc. À, tôi nhớ ra rồi. Trước khi đi mẹ tôi có nói, con yêu tinh nào cũng có một vật bên mình, nó giống như là bùa hộ mạng gì đó. Cô nhớ lại xem, bà ta có quý báu một vật gì đó không? Tôi đem trả cho người đây. Chỉ mang trà cho chủ nhân. Tôi có gọi nhưng mà không thấy chủ nhân lên tiếng. Cút ra ngoài, ta cấm người. Dạ. Từ đây về sau không được bước chân vào đây khi ta chưa cho phép, nghe chưa? Dạ. Đúng rồi, có miếng ngọc. Mụ ta rất quý vật đó. Hình như là mụ ta luôn cất giữ cẩn thận bên mình. Có phải sợi dây bà ta đeo trên cổ không? Đúng rồi. Được rồi, tôi sẽ nghĩ cách lấy nó khi mụ ta áp sát lại gần. Còn bây giờ cô mau đi đi, mụ ta mà bắt được thì sẽ giết cô đó. Không, em không thể đi mà bỏ anh ở đây một mình được. Tôi không sao đâu, cô đi đi. Nếu không cả hai cùng chết ở đây không được đâu. Đi đi, cô đi thì còn nghĩ được cách để cứu ta. Đi đi Ngọc Hoa, đi đi. Đồ phản phúc, ngươi định đi đâu? Ngươi tưởng ta không nhận ra bộ mặt phản bội của ngươi sao? Từ lúc thằng này bình yên vô sự lọt được vô đây là ta đã nghi ngươi rồi. Đồ khốn. Thưa chủ nhân, chủ nhân hiểu lầm rồi. Tôi sợ hắn bỏ trốn nên tôi vào đây canh chừng thôi. Câm miệng. Ta cũng muốn thay thế ngươi từ lâu lắm rồi, nhưng nể tình ngươi đã phục vụ ta suốt 5 năm nên ta cho ngươi sống thêm một vài tuần trăng. Nhưng hôm nay ngươi đã đi quá giới hạn ta cho phép rồi.
Hôm nay ta sẽ tiễn ngươi đi cùng với tên này. Không được giết cô ấy. Ngọc Hoa, thả cô ấy ra. Ngọc Hoa, cô có sao không? Ngọc Hoa, thả cô ấy ra. Cô ấy không có tội gì hết. Ta đã may mắn cho nên mới lọt vào đây được. Thả cô ra đi. Có giỏi thì giết ta đi. Các ngươi cũng biết tên nhau à? Cảm động quá. Các ngươi làm ta sắp khóc rồi nè. Được thôi, vậy thì ta sẽ chiều ý các ngươi. Bây giờ ta sẽ hút linh hồn của ngươi trước mặt nó, và sau đó ta sẽ giết nó. Không. Mày dừng lại đi. Làm ơn, đừng mà, thả anh ấy ra đi. Tôi xin bà đó. Cấm mồm. Trả cho ta. Ngươi trả cho ta mau, nếu không ta sẽ giết nó. Không được làm hại cô. Không được làm hại cô. Ngươi trả cho ta đi, rồi ta sẽ thả ngươi và nó ra. Ngoan, đưa sợi dây cho ta. Bà mà làm hại cô, tôi sẽ đập bể nó. Không được đập bể. Ta sẽ thả nó ra. Ta sẽ cho ngươi và nó đi. Để này cho ta. Ngọc Hoa, Ngọc Hoa, thả ra đi. Thả con ra, tôi sẽ trả lại cho bà. Trả lại này cho ta. Nếu không ta sẽ giết nó. Trả lại đây cho ta. Trả cho ta. Nếu không con tiên tiền này sẽ chết. Đừng đưa nó cho bà ấy. Trả cho ta. Đập bể nó đi, để cứu mọi người. Trả lại đây cho ta. Nhanh lên, trả lại đây cho ta. Trời ơi, tôi trở lại thành người rồi. Tôi sống lại rồi. Tôi sống lại rồi, tôi thành người lại rồi. Mà sao tôi không thấy gì hết? Tôi cũng vậy. Giờ sao? Mà tôi không có thấy gì hết. Mà có ai ở đây không vậy? Bà chết rồi. Bà ta chết rồi, cô có sao không? Bà ta chết rồi. Em không sao. Bà ta chết thật rồi sao? Phải, bà ta chết thật rồi. Bây giờ cô đã được tự do. Mình phải đi cứu mọi người và tìm cha anh. Đúng rồi, mình đi. Đi anh. Mọi người ơi, mọi người ơi, đừng sợ, bình tĩnh đi. Mọi người đừng có sợ. Mọi người ơi. Không phải. Cậu là ai? Tôi tên Lâm. Còn người đi cùng với tôi đây là Cầm Hoa. Cô ấy cũng bị mụ yêu tinh bắt cóc 5 năm nay rồi. Mụ yêu tinh bây giờ đã bị tiêu diệt rồi. Mọi người đã được tự do rồi. Mụ yêu tinh chết rồi sao? Cậu nói có thiệt không? Phải. Bây giờ thì mọi người hãy ngồi yên tại chỗ đi nghỉ ngơi, đừng có đi đâu hết. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra cách để chữa trị đôi mắt cho mọi người. Mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi đi.
Mọi người ơi, mọi người cho tôi hỏi, mọi người có biết một người đàn ông tên Mộc, có vợ tên Nụ, và trên có một cái thẹo trên trán không? Tôi không có thấy. Tôi không có thấy ổng. Bây giờ cô ráng ở đây chăm sóc mọi người giùm tôi. Tôi sẽ đi tìm cha tôi tiếp nha. Tìm được cha tôi sẽ quay lại cùng cô nghĩ cách giúp mọi người chữa lành đôi mắt nha. Anh đi đi. Bác ơi. Ai đó? Cậu là ai? Cậu cũng bị mụ yêu tinh bắt à? Bác có phải tên Mộc, có người vợ tên là Nụ không? Sao cậu biết tên tôi? Hả? Cậu là ai vậy? Cha. Hả? Là con trai của cha đây. Con là Lâm nè cha. Lâm? Lâm hả? Là con hả? Là con trai ta sao? Phải, là con đây cha. Con của ta đây. Cha. Cha. Còn mẹ con? Mẹ con thế nào rồi? Bà ấy có khỏe không? Mẹ con không khỏe lắm. Ngày nào mẹ con cũng ra cửa ngóng chờ tin cha. Nếu biết cha còn sống, mẹ sẽ vui mừng và mau khỏe lại lắm cha. Bao năm rồi hả con? Dạ 18 năm. 18 năm rồi cha. Con 18 tuổi rồi đó cha. 18 năm? Trời ơi, 18 năm rồi sao? Cha cách xa mẹ con 18 năm rồi à? Cho nên mẹ con chắc từ đó năm mẹ con vất vả dữ lắm mới nuôi con khôn lớn như vậy. Dạ phải, mẹ con vất vả lắm để nuôi con. Đã vậy còn ngày đêm trông chờ tin cha nữa, cho nên mẹ ngày càng héo gầy. Lâm à, con đưa cha về nhà đi con. Cha không thể nào chờ phút giây nào nữa. Đưa cha về nhà gặp mẹ đi con, nhanh đi con. Cha, bây giờ về chưa được cha. Tại sao? Cha chờ con thêm một chút nữa. Tại sao phải chờ con hả? Mụ yêu tinh đã chết, nhưng mà phép thuật của mụ ấy vẫn chưa thể hóa giải hoàn toàn, cho nên mắt mọi người vẫn chưa thể sáng ra được cha. Con muốn giúp mọi người trở lại bình thường. Cha chờ con được không cha? Được chứ con. Con trai cha giỏi lắm. Con biết giúp đỡ mọi người như vậy là chuyện tốt. Con đúng là một người biết nghĩ cho người khác. Bây giờ con đưa cha tới chỗ mọi người đi. Dạ, đi cha. Cẩn thận nha cha. Cha đi cẩn thận cha. Ngọc Hoa, tôi tìm được cha của tôi rồi nè. Con chào bác, chúc mừng anh nha. Cha ở đây nha, để con đi tìm thuốc chữa lành đôi mắt cho mọi người nha. Để em đi cùng anh, em rành khu này lắm. Đúng rồi, cha đã nhớ ra rồi. Cha nhớ chuyện gì hả cha? Cha đã nhớ ra, trước khi hốt hồn cha, nó có nói khi nào ta chết các người mới được hóa giải phép thuật. Nhưng nay phép thuật mới được hóa giải có một phần, nên mình có thể lấy thứ tàn tro của nó để mà dùng thử xem sao. Ý cha là lấy tro từ xác của yêu tinh hả cha? Con cứ thử xem sao. Cha và mọi người ở đây đâu còn gì để mất nữa. Như cha anh nói đó, mình cứ thử xem sao.
cái tôi với. Sắp tới tôi chưa. Chờ thử. Sao rồi cha? Sao rồi cha? Sao rồi? Chữa không kia sáng không? Khó chịu quá. Cậu là con trai tôi sao? Dạ phải. Con là con của cha nè. Lâm nè cha. Lâm. Tôi mới thấy là vậy là tôi nhìn thấy rõ con tôi rồi. Con dạ. Rồi thôi để cha phụ con giúp mọi người. Giúp mọi người đi cha. Giúp mọi người đi cha. Đây. Để tôi giúp anh nha. Cảm ơn con cậu nhiều lắm. Không có gì. Tụi tôi cảm ơn cô cậu nhiều lắm. Ủa, cô này nhìn thấy quen quá. Đúng rồi, cô là người đàn dụ dỗ tôi nè. Dạ phải. Tôi chính là người đã dùng tiếng đàn để mê hoặc mọi người suốt 5 năm qua. Nhưng quả thật là tôi không cố ý hại mọi người. Chính mụ yêu tình đã bắt cóc tôi về đây và ép tôi phải làm chuyện đáng xấu hổ đó. Chính vì vậy tôi là người gián tiếp đã đưa nhiều người lâm vào cảnh này. Tội của tôi cũng đáng chết. Bây giờ mọi người muốn xử phạt tôi như thế nào cũng được, tôi đều chấp nhận. Cô đừng có nói như vậy. Nếu không có cô giúp sức thì còn lâu tôi mới tìm ra được điểm yếu của mụ yêu tinh. Cô cũng bị mụ ta dùng phép thuật đi khống chế, chứ cô đâu có muốn như vậy đâu. Cậu nói phải đó, tụi tôi không có giận cô đâu. Đúng đó, nếu không có cô và cậu Lâm đây giúp đỡ thì chúng tôi chỉ là những đám cây vô tri vô giác. Thôi cô đừng có nghĩ nhiều nữa, cứ vui lên đi. Mọi người tha thứ cho tôi thật sao? Thôi cô đừng nói vậy. Cô có lỗi gì trong chuyện này đâu chứ. Bất cứ ai bị phép thuật của mụ phù thủy đó thì cũng làm như vậy thôi. Mọi người hiểu cô mà. Đúng rồi. Không có ai trách cô đâu. Cô vui lên đi, cô không cần phải buồn nữa đâu. Thôi mình về đi con. Cha nhớ mẹ lắm rồi. Cha, con có thể đưa Ngọc Hoa về nhà mình cùng được không cha? Cô có muốn về cùng hai cha con tôi không? Cô không trả lời vậy là cô đồng ý rồi nghe. Thôi mình về đi ha con. Sắp tới nhà rồi đó cha. Sao tự nhiên lại như vậy? Sao tự nhiên mình thấy trong lòng mình như lửa đốt vậy nè? Không biết Lâm ơi, nếu không tìm được cha con thì con hãy mau về với mẹ nghe con.
Mẹ, mẹ, con về rồi nè. Lâm, con đây thật sao? Là con nè mẹ. Con về với mẹ nè. Con về với mẹ thật rồi. Con có sao không con? Con có bị gì không vậy? Mẹ nhớ con quá. Đêm nào mẹ cũng cầu nguyện cho con bình an để về với mẹ. Mẹ coi, con về với ai nè? Ông Mộc. Mình ơi, tôi là mình. Ông đi đâu? Mình... ông không về với tôi vậy? Ông chưa về với tôi rồi sao? Tại sao vậy? 18 năm qua ông không chịu về với tôi vậy hả? Tại sao tới bây giờ ông mới chịu về với tôi? Tại sao ông có biết là tôi nhớ ông không? Tôi xin lỗi mình. Tôi xin lỗi mình mà. Bây giờ cha con tôi về rồi, mình đừng khóc nữa nghe. Cha con về như vậy là tôi vui rồi. Tôi tạ ơn trời Phật, cha con ông đã về với tôi. Lâm ơi, còn cô gái này? Dạ. Thưa mẹ, đây là Ngọc Hoa. Dạ. Để con kể cho mẹ nghe đầu đuôi câu chuyện nha. Tôi nghe thằng Lâm nói 18 năm qua ông bị mụ yêu tinh bắt mất linh hồn và giam giữ ông mà tôi không hề hay biết. Tuy tôi vẫn luôn tin ông, nhưng mà có đôi lúc lòng tôi cũng hơi dao động vì những lời gièm pha của người khác. Tôi xin lỗi vì có những lúc tôi không tin ông mà nghe theo lời đàm tiếu của người ta. Bà có lỗi gì đâu, thôi đừng khóc nữa. Tôi phải xin lỗi bà mới đúng đó. 18 năm qua đủ quá rồi. Bà phải vất vả nuôi con, vừa phải chịu đựng miệng lưỡi của người đời chê trách. Chuyện của tôi nghe thì thấy sợ, nhưng thực chất 18 năm qua đối với tôi như một giấc mộng dài mà thôi. Từ lúc biến thành bông hoa thì cuộc đời của tôi như đóng lại rồi. Lúc đó tôi hoàn toàn không nhận thức được điều gì nữa. Tôi chỉ nhớ duy nhất là hình ảnh của bà và đứa con sắp chào đời của mình thôi. Mẹ à, mẹ phải vui lên chứ sao mẹ lại khóc. Nếu không nghĩ tới mẹ thì cha đã quá thành bùn đất rồi đó mẹ. Thiệt vậy hả con? Dạ đúng rồi đó bác. Nếu bác trai không còn nghĩ tới bác và người con của mình thì bác ấy đã không có cơ hội hồi sinh. Vậy chứng tỏ tôi cũng không phải là kẻ bạc tình, đúng không bà? Cái ông này. Từ nay tôi sẽ không đi đâu nữa. Tôi hứa sẽ bù đắp lại cho bà 18 năm vất vả vừa qua. Thời gian qua bà khóc nhiều rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn thấy bà cười thôi. Hai cha con ông về là tôi sẽ cười mà. Mẹ, còn chuyện này con muốn xin phép cha mẹ. Nếu cha mẹ cho phép, ngày mai con sẽ đưa Ngọc Hoa về lại quê của cổ. Ngọc Hoa cũng đã bị bắt cóc, xa cha mẹ, xa gia đình, cũng đã gần 5 năm rồi. À, đúng rồi con. Mẹ quên mất chuyện này. Con đưa con bé về đi, tội nghiệp con nhỏ.
Dạ, con cảm ơn bác, con không sao. Rồi sau đó... Sau đó... Sau đó thì sao mà... Có chuyện gì có ấp úng hoài vậy? Dạ, thì sau đó... Con xin hỏi cưới Ngọc Hoa. Và đưa Ngọc Hoa về đây chung sống với cha mẹ. Anh muốn cưới em thật sao? Ừ. Nếu như em đồng ý. Còn nếu như em không đồng ý thì sao? Thì anh... Em mới hỏi vậy thôi. Có gì đâu mà anh tái mặt vậy. Em chỉ nói đùa. Em cũng vẫn mong có một người chồng tốt như anh. Trên đời này dễ gì tìm được người thứ hai sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để cứu em như anh đâu chứ. Vậy là em đồng ý phải không? Vậy là tốt quá. Tốt quá rồi. Đó, bây giờ nhà mình vui vẻ, lại có hỷ sự nữa. Nè, bà mau cười lên cho con nó vui. Chứ mặt bà cứ bí xị như vậy à, coi kỳ quá. Tôi cười nãy giờ chứ có bí xị đâu. Dưa khỏe hả chị? À, là anh Nô bữa nay vô thăm ruộng dưa hả? Dạ. Trời ơi, bà con làng sớm ơi, ruộng dưa tôi ai phá hết trơn rồi nè. Trời ơi, sao kỳ vậy nè? Coi đó. Trời ơi, công sức trồng sắm của tôi tới ngày giáp hạt làm sao bây giờ? Trời ơi, ai hại tôi vậy nè trời? Trời ơi, quả lớn rồi. Trời ơi, cái phường thất đức này ở đâu mà ra vậy? Người ta đổ mồ hôi sôi nước mắt mấy tháng trời mà có một đêm mà nó phá tan nát gì hết rồi, đổ sông đổ biển hết rồi Nô ơi. Chắc là chúng nó hiềm khích ganh tị dĩ nhà thằng Nô á cho nên mới làm như vậy. Trời ơi, tôi mà biết mặt cái thằng mà phá làng phá xóm này á hả, tôi tiếp tay với anh Nô á, đập cho nó một trận cho nó chừa. Cái thứ mà chết bầm ở đâu ra vậy? Mấy người cho chúng tôi hỏi á, có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Cái anh Nô này á
là ở xóm nhà tôi. Cái rưỡi clip dưa này á, là của ảnh đó. Mà đêm qua không biết cái quân ác độc nào mà trời ơi đi phá tan phá nát của ảnh đi nè. Quá tội nghiệp đi. Trời đất ơi. Trời ơi. Có kẻ nào á dùng thuẫn xé cái ngọn dưa rồi quay cán lại dầm nát cái gốc dưa. Kẻ gian này khôn ngoan, dầm nát ruộng dưa mà không để dấu chân nào hết. Cái ông này á, ông nói chuyện nghe tầm ruồng quá. Ăn trộm á mà để lại cái dấu vết á, bị bắt sao? Đúng rồi. Anh Nô, sao không về huyện á gặp quan để kiện, mai gặp người xử vụ án này á lôi kẻ gian ra trừng trị. Thôi chuyện đó bỏ qua đi, mà lên quan á còn chưa kể tới á là phải làm cái bản cáo trạng, rồi chưa kể tới á là hạch sách đủ điều. Thôi bây giờ anh Nô á cứ trồng lại cái vít dưa đi, để có mà thu hoạch. Đúng rồi, quan thì có 37 đường quan, may rủ chẳng biết chi vậy chứ mất công. Nè ông kia, ông ăn nói cái gì kỳ vậy, xúc phạm mệnh quan triều đình hả? Anh Đô nè. Dạ. Anh không trình báo á, sau này á anh cứ trồng được 10 ruộng dưa, kẻ gian muốn hại anh cũng hại được. Chi bằng á bây giờ lên huyện á trình báo với quan trên, anh gặp được vị quan á phụ mẫu chi dân thì có nhiều cơ hội tìm ra thủ phạm để trừng trị hắn. Đúng rồi anh Nô, anh đi đi. Dạ bẩm quan, có phải là quan đang nghĩ cách để mà truy tìm thủ phạm giúp anh nông dân kia không quan? Dạ bẩm quan, quan ngài vừa mới nhậm chức, chưa về tới Tư Dinh đã gặp quan ức. Thiết nghĩ chắc ngài sẽ còn mệt nhiều với cái huyện này đây. Quan ơi, con thấy bọn họ á mặt mày thì cũng chất phát hiền lương, nhưng mà ai ngờ sanh tà tâm rồi phá ruộng dừa của người khác, tội nghiệp cho anh nông dân kia quá quan. Ngẫm lại tôi thấy chắc đây là phường tiểu nhân đem lòng thù giặc ra để đối trả cho vừa lòng vừa dạ này. Ta thấy phía trước có quán nước, đi nửa ngày đường rồi chắc ai cũng thấm mệt. Thôi ta vào quán nước uống một ngụm cho đỡ mệt rồi đi tiếp. Dạ dạ. Mời ba vị, uống chén trà cho nó mát dạ ạ. Cô chủ, cho chúng tôi ba chén đi. Dạ. Dạ. Hình như ba ông anh không phải là người ở vùng này. Cho hỏi có phải ba ông anh là người phương xa mới đến không ạ? Cô chủ quán thiệt là tinh mắt. Ba thầy trò tụi tôi mới chân ướt chân ráo đến vùng này, dọc đường thấy gian sang cẩm tú, cuộc sống thanh bình. Chắc dân ở huyện này sống chan hòa và yên ả lắm cô hả? Dạ, ba ông anh nói không có sai. Nhà em bán nước ở đây ngót nghét chắc cũng 5 năm rồi mà chưa hề nghe cái tiếng ồn ào nào hết á. Có chăng là cái đám con nít á nó chạy giỡn chơi đùa làm hoảng loạn cái đám chim chóc thôi. Cô nói như vậy á mà chúng tôi mới vừa một sở thị một cái đám ruộng dưa bị phá nát luôn. Cô nói là không ồn ào rồi không lớn tiếng, cứ lặng lặng nửa đêm mới vác cái thuẫn ra cái ruộng dưa của người ta rồi dẫm nát, vậy mới kinh thiên động địa ấy chứ. Nói nhiều quá, người lo uống trà đi. Dạ. Nè. Dạ. Trà này á cô nấu hả? Dạ, có gì không anh? Uống vô ngọt liệm như nụ cười của cô chủ quán chứ gì. Ngọt cái gì? Đắng ngắt thì có. Tôi nói ngọt. Không tin ông uống đi. Uống đi. Đâu để tôi thử coi. Sao kỳ vậy? Chén trà của ông thì đắng, chén của tôi thì không hề. Sao có thể như vậy được? Trà của em á khi nhấp môi lại có vị chan chát, hậu lại ngọt. Uống rồi trên đầu lưỡi á còn động lại vị trà non đậm đà lắm. Cô không tin nè, cô uống thử đi. Dạ.
Chết em rồi, sao có thể như vậy được chứ? Em vẫn nấu trà giống như mọi ngày mà ta. Lá trà là do chính tay em hái, rồi lựa từng lá. Em mở quán trà ở đây gần 5 năm rồi, chưa hề có ai chê bai hay phiền lòng. Sao hôm nay trà lại lạ vậy chứ? Trà của em không hề đắng, không có một chút nào đắng hết á. Ông anh thử lại chén xem. Cái này thì không có đắng, nhưng chén này thì đắng nè. Sao lạ vậy? Sao chén của ông anh lại có gì đắng mà cái chén trà mới này lại không bị? Thôi, ta lên đường đi kẻo bụi, trả tiền cô chủ đi. Dạ. Gửi con. Dạ. Sau này có dịp mời mấy ông anh ghé qua chơi. Ta đi. Thật thiệt đó Quang, cùng một ấm rót ra nhưng mà cái chén của con á thì nó đắng, mà chén của ông này á thì ngọt. Không biết tôi uống vô có đầu bụng nữa không? Ông hỏi tôi biết hỏi ai? Chẳng có gì lạ đâu. Chén chè của ngươi là do bàn tay ta đặt xuống, có thể bị trén, có gì đắng cái đầu ngón tay ta để lại. Ngón tay của Quang? Nhưng mà ngón tay của Quang thì làm sao mà nó đắng nhét như vậy được Quang? Tay của ta lúc này có cầm đi gì đã của nó, có thể ngủ lại đọc một tay của ta. Hảo nào. Hai người hãy cầm lên bàn ta, đến tất cả nhà dân ở trong huyện này, tịch thu tất cả thuẫn và cuốc. Nhớ thuẫn và cuốc của ai, nhớ ghi rõ họ tên để tùy việc tra xét, và mời tất cả dân làng đến cổng đình để xem xét xử. Dạ, nhưng còn ngài? Ta đi một mình không sao đâu, hai người cứ lo việc này trước đi. Dạ. Dạ. Quang đi bảo trọng nha Quang. Lão kia. Ừ. Ngủ quá hoài nữa. Sao ngủ ở đây? Linh, sao không về nhà ngủ mà nằm đây ngủ? Tôi ngủ đây cho nó mát. Mát cái gì? Nắng chang gì mà ông ngủ như chết vậy đó. Ông ngáy ầm ầm ai cũng nghe hết. Buổi tối hôm qua đi ăn trộm hay sao mà về đây còn ngủ? Linh nói chơi hoài. Cái tật của tôi á, ban ngày thì tôi ngủ ngon, còn ban đêm mà cứ thức nhìn trăng sao, tôi bị ngủ sái buổi chợ á. Tật gì kỳ vậy? Anh Lính đi đâu mà cầm len hả anh Lính? Lệnh ở quan trên á là sai tôi á đi tịch thu hết thuẫn cuốc, rồi tập hợp về sân đình, rồi mọi người á phải tập trung lại cho quan xét hỏi. Sao gom len thuẫn đồ chi vậy anh Lính? Anh hỏi nhiều quá.
Không mà tôi nhớ quan quan cũ về kinh mới ngày kia mà. Thì đây là quan mới, mới về, mới nhậm chức ngày hôm nay. Mới nhậm chức mà có vụ án xét xử rồi sao? Ông nhiều chuyện ghê luôn á. Thôi bây giờ vậy nè, bây giờ cái thủ của ông á khắc tên vô đi, rồi đưa cho tôi nộp về sân đình luôn. Tôi đâu có biết chữ. Thiệt tình. Thôi được rồi. Bây giờ ông tên gì? Nghĩa. Tên đầy đủ. Lương Hiếu Nghĩa. Lương Hiếu Nghĩa. Dạ. Rồi, theo tôi lên sân đình luôn. Đi luôn hả anh Linh? Đi luôn. Sao ông sao vậy? Sao đau bụng quá anh Linh ơi. Ai? Bây giờ sao? Tôi nói anh Linh nghe nghe. Tôi có cái tật, tôi đau bụng mà tôi đánh giấm cái cả làng ai cũng nghe hết á. Tôi e là lên sân đình làm bậy á, bị quan quở trách. Nói Linh nghe nghe. Sẵn nhà tôi gần đây nè, cho tôi về chút bầu tâm sự cái rồi tôi lên sau được không anh Linh? Thôi được rồi, nhớ phải lên liền nha. Dạ, lên liền. Lên liền đó. Dạ, lên liền. Tôi đem cái thủ này về sân đình. Dạ, không? Dạ. Lên liền nha. Dạ, dạ, lên liền mà, lên liền mà. Ngang hồi sáng á, ổng là quan đó. Chắc là ổng mới nhận chức quan hồi sáng này thôi đó. Để coi ổng tìm thủ phạm bằng cách nào nha. Thôi thôi thôi, để coi coi ổng xét xử ra làm sao. Đúng là mình chờ thử coi. Thử coi sao. Thưa bà con, tôi là đội tán quỷ Khoa Đăng, dân bên triều đình và nhậm chức ở huyện ta. Sáng nay tôi chứng kiến một cảnh phá ruộng dưa. Thật là đau xót biết bao nhiêu công sức. Lên đầu. Dạ. Cho mời anh nô vào đây. Anh Nô. Dạ. Anh có nghi ngờ ai thù quán mình không? Dạ bẩm, tuy con có xích mích với một vài người ở trong làng, nhưng thật sự con không nghi ngờ ai hết. Ta thấy rõ ràng kẻ gian đã dùng thuẫn và cuốc xé các ngọn dừa và dùng cán dầm nát tất cả các gốc dừa. Kẻ gian rất là khôn ngoan, xóa hết tất cả dấu chân. Xét thấy cái thuẫn và cái cuốc là chứng cớ phạm tội rõ ràng nhất, cho nên tôi tịch thu các cuốc và các thuẫn về đây. Và trên các cuốc và thuẫn có tên các chủ nhân để cho bà con dễ kiểm chứng. Đáng quá, đáng quá. Lương Hiếu Nghĩa. Đây, cái thủ này của người tên Lương Hiếu Nghĩa có mặt ở đây không? Dạ, dạ bẩm quan, không có mặt Lương Hiếu Nghĩa ở đây à. Tôi đã nói tất cả dân làng tập trung ở đình này, cớ sao Lương Hiếu Nghĩa lại không có mặt ở đây? Dạ bẩm quan, lính có tới nhà của ông Nghĩa, nhưng mà ông Nghĩa đau bụng không đi được ạ. Anh Nô,
anh có quen với ông Nghĩa không? Dạ bẩm, ông Nghĩa là láng giềng của con, hai nhà thường xuyên qua lại để uống rượu với nhau. Lính đâu? Chuyện Lưu Nghĩa lập tức về đây. Ông là Lưu Hiếu Nghĩa? Dạ bẩm quan, chính là con. Ông là láng giềng nhà anh Nô đúng không? Dạ con ở sát nhà nó, dạ tình thân như anh em. Dạ, nếu quan muốn biết rõ xin quan hãy hỏi thằng Nô à. Dạ bẩm, ông Nghĩa đây á, sống có một mình ở cạnh nhà con, tính tình hiền lành, hai nhà tối lửa tắt đèn có nhau. Dạ con xem thằng Nô cũng như là con cháu ruột rà vậy đó. Dạ. À, miễn mà nó nhờ giúp cái gì đó là cũng sẵn sàng giúp liền à. Ngươi giúp bằng cách nào? Đợi đêm xuống, ngươi ra rượu người ta để phá hoại phải không? Dạ, dạ, dạ bẩm quan, dạ, dạ quan nói gì con không hiểu à. Dạ bẩm quan, kẻ phá hại ruộng dưa của con á, chắc chắn không phải là ông Nghĩa được. Ông ấy tốt với con còn chưa hết, tại sao lại phá con được à? Như bà con đã biết, kẻ gian á dùng thủ sáng ngọn dưa, dẫu hắn nó khôn ngoan xóa đi dấu chân, nhưng vết tích trên hưởng hàng chưa phai. Lẽ đó đó, ta mới tịch thu các thủ của dân làng để xem xét. Và ta nói không sai. Lính đâu? Thưa bà con, chén này đựng nước á, rắc ra từ ruộng dưa của anh Nô. Nếm vào có vị đắng, và vị đắng này á cũng có trên lưỡi thủng của anh Nghĩa đây. Tại sao ông lại hại tôi như vậy? Tôi đối đãi với ông tốt quá mà, tại sao ông lại hại tôi? Đúng là câm nghe không bằng mắt thấy à. Ông với cái thằng Nô này là thân tình nhau lắm, mà lại sao xảy ra cớ sự này ta? Đúng là chuyện không thể nào ngờ được ha. Đúng là cái ông này thiệt. Mặt mũi thì hiền lành mà lòng dạ xấu xa. Xin bà con hãy bớt giận đi. Ông Nghĩa. Dạ. Ông có nhận tội không? Dạ bẩm quan, con xin nhận tội. Trời ơi là trời, ông có biết cái ruộng dưa của tôi bỏ biết bao nhiêu công sức không? Tôi đối đãi với ông như cha mẹ tôi mà, tại sao ông lại hại tôi? Tao hận mày, tao ghét mày là tại vì đó mày khi dễ tao. Tuổi của tao là đáng cha đáng chú mày, mà có bao giờ mày coi trọng tao đâu. Ông nói cái gì vậy? Tôi khinh ông hồi nào? Tôi có bao giờ dùng lời lẽ gì nói nặng nói nhẹ ông không? Mày có, mày đừng có chối. Vô. Vô kể đi. Làm hết chung này nữa nghỉ không? Tao không phải về nữa. Ông về làm gì? Ở đây nhậu đi. Nhậu xỉn về ngủ cho ngon. Tao nói nghỉ thì nghỉ đi. Đừng có cãi. Tôi không có cãi. Mà uống lưng lẫn chỗ nhà này khó chịu lắm. Thà xỉn quắc cần câu mình về mình ngủ ngon lành tới sáng luôn. Nhậu mà tới say mềm thì làm gì còn tư chất nữa. Mày có uống rồi mày uống mình đi, tao về. Về làm gì? Ngồi đi uống đi. Tôi còn nguyên cái ruộng dưa ngoài kia, tôi còn ngồi đây uống với ông nè. Ông về làm gì? Ông bận cái gì? Tôi nói thẳng ông biết. Giờ ông chỉ có bận cái quần đùi đây đó, chứ bận cái gì mà bận. Trời ơi, mày sai rồi đó Nô. Trước khi nói á phải uống lưỡi trước, chứ không phải ỷ sai rồi muốn nói gì nói đâu nghe. Nó không biết rồi. Ông nhậu thì rồi, nhậu với cái ngưỡng này tôi khó chịu lắm. Uống với mấy đằng yêu bông vía phát chán. Lần sau ông mà rủ tôi nhậu, tôi chửi cha ông. Hổ mày. Thôi thôi, đó, rượu vào lời bậy bắt đầu ra rồi đó. Tôi không có bậy, tôi là tôi chửi thẳng. Cái ruộng dưa của tôi đang kết quả ngoài kia. Tôi còn không lo, tôi ngồi đây tôi nhậu với ông. Ông coi thằng Nô này đã gì? Buông đi nhậu, vui sách đến đi. Dạ. Ông lần sau mà qua đây xin xỏ đồ tôi, tôi chửi trong mặt lúc đó đừng có nói sao tôi hổn nha. Nga. Trời ơi, mày sai quá rồi, mày quá đáng đó nghe Nô. Quá đáng gì? Thằng nào xin đợt này 10 trái về ủ mập? Thằng nào bây giờ chối à? Mày hèn quá vậy? Đất
Đồ mày. Mày nô nô vậy? Tôi không phải chó. Mày kêu đâu? Muốn ăn thì lăn vào bếp. Ông có biết trồng cái ruộng dưa dãi nắng và mưa mệt lắm không? Mà ông biết cái khỉ gì? Suốt ngày ông long nhong, ông chơi với mấy con cát xào xào giống cái mặt ông vậy đó. Ông thử bước ra, ông làm một ruộng dưa tôi coi coi. Tôi đi bằng đâu? Còn bây giờ muốn về về đi. Mệt, ngủ. Bình thường thì không có chuyện, mà hễ uống rượu vô á, nó coi tôi chẳng có ra gì. Nó còn xúc phạm tới mồ mả ông bà nữa chứ. Tôi nhịn nó nhiều lắm rồi. Ông nói gì kỳ vậy? Những lời đó là rượu nói, chứ tôi không bao giờ coi thường hay xúc phạm ông đâu. Những chuyện như vậy ông cũng để trong lòng, rồi ông hại tôi. Tôi coi ông như cha tôi mà. Thường thường đó, người ta nói đó, những người sai đó lúc đó mới là nói thật đó mày. Tao biết, tao biết trong bụng của mày khinh khi tao. Tao phá ruộng dừa đó để coi mày còn khoác lác được bao lâu. Im miệng đi Lương Hiếu Nghĩa nè. Chỉ gì á, hiềm khích nhỏ mà em đem lòng á để hãm hại người khác, thật là đồ tiểu nhân. Tao phạt ngươi 30 hèo để chừa cái thối nhằm hại người khác, đồng thời á phải đền qua lợi ruộng dưa cho nô gấp 2 lần những gì ngươi phá hoài. Còn anh nô kia, uống rượu mà biết giữ gìn, tổn hại đến chuyện người khác, ta phạt ngươi 1 năm á không được đụng đến giọt rượu nào hết. Lên đâu Thi Hằng. Cứ như vậy mới vừa ghét đó. Đâu rồi ta? Ủa? Lương à, em mau phụ chị hái nấm cho lẹ, không thôi dì la đó. Còn sớm mà chị hai,
Để em bắt xong con dế này em qua em phụ chị mà. Trời đất ơi, hôm qua em bị gì phạt mà em vẫn chưa sợ nữa hả? Tại chị á, chị cứ như vậy á nên bị dì và chị tranh ăn hiếp hoài. Em có làm gì sai đâu mà sợ. Tối ngày dì cứ bắt em với chị làm hoài à. Sáng á thì dọn chuồng heo với lại gánh nước, còn bây giờ vô rừng lụm củi rồi hái nấm, lát về nhà còn phải nấu cơm nữa nè. Còn chị tranh hết ăn lại ngủ. Chị đúng là số sướng luôn mà. Không có nói nữa, em nói như vậy á, dì với chị Chanh mà nghe được là mình mệt đó. Cái tính của em bướng nè, còn ham chơi nữa. Chị nói hoài mà em không chịu sửa. Bây giờ nghe lời chị. Ủa? Phụ chị hai nắm rồi đi về nha. Dạ. Chị em hiền lương, sao bây giờ còn ở trong đây vậy? Trời sắp tối rồi, sao không ra khỏi rừng đi? Dạ, tụi con hái nắm xong tụi con về liền ạ. Tội nghiệp hai đứa. Ngày xưa còn cha còn mẹ tụi bay cũng ăn trắng mặt trơn như ai. Ai mà ngờ chứ, mẹ mày mất, cha bay đi thêm bước nữa, rước hai mẹ con Chanh về nhà thì hai đứa bay á phải chịu khổ. Mà ngày nào á tao cũng thấy hai chị em bay á làm quần quật từ sáng đến tối à. Mà cũng lạ thiệt nha, bay làm cực như vậy đó mà bay vẫn đẹp, trắng da dài tóc. Chắc là bay á đẹp giống mẹ bay đúng không? Còn con sao vậy chính? Mày đó hả? Mày được cái lanh mồm lanh miệng hả? Nè, mau lớn đi, còn đỡ đần cho chị hai bay nữa, là tranh thủ về sớm nha. Dạ. Thôi, dạ. Dì về trước nha. Con dạ, chào dì. Con chào dì Chính. Ừ. Mình đi em. Đi cả buổi trời, hái được vô đây nắm thôi hả? Chị em mày á, đi chơi chứ hái nắm cái gì? Nhà tao á không có dư cơm đâu nha, nuôi cái lũ làm biếng với tụi mày á hả? Chanh. Dạ. Chiều nay á cắt cơm chiều hai chị em nói cho tao. Dạ mẹ. Dạ dì ơi, dì coi lại giùm tụi con, tụi con nào dám đi chơi. Tụi con vô rừng lụm củi hái nấm y như ngày hôm qua, khít hơn đâu dì. Hôm qua khác, hôm nay phải khác. Cái thứ làm biếng ham chơi như mày còn hay cãi nữa hả mày? Dì nói vậy sao được. Sáng giờ dì bắt chị em tụi con dọn chuồng heo, tắm heo, cho heo ăn, rồi còn bắt tụi con vô rừng lấy củi, hái nấm, bắt tụi con làm việc quần quật từ sáng tới chiều mới kịp. Thời gian đâu mà tụi con chơi. Bây giờ dì còn bắt tụi con nhịn đói nữa, vậy làm sao chị em con chịu được? Trời ơi, cái miệng mày trả treo kìa. Mẹ, hồi nãy á, chính mắt con nhìn thấy á, nó bắt dế chứ có hái nấm đâu mẹ. Thấy chưa, biết ngay mà. Chỉ có lo chơi á mới hái có nhiều đầy nấm. Vậy á mà nói tới là nó cãi, nói tới là nó cãi. Nhưng mà chị em con vẫn làm, đủ việc gì sai mà. Lương, em đừng có nói nữa nha. Mẹ, con chuẩn bị sẵn roi cho mẹ nè. Đánh đi mẹ. Hay. Nè, tao á là nhân từ với chị em tụi bay quá rồi, nên chị em mày á leo lên đầu lên cổ tao ngồi phải không? Thằng này nè hay trả treo nhất nè. Ra đi. Ra đi. Ra đi. Con đi nhi. Nó còn nhỏ dại, nó không có biết cái gì đâu. Mẹ. Nhỏ dại cái gì? Hả? Đánh nó đi mẹ. Chị em mày ra đây. Mạnh lên. Ra đây. Mạnh lên. Mày nè. Mày nè. Mạnh lên mày nè. Đánh cái chưa nè. Mày hay lắm mẹ ơi. Nè. Mày chưa. Chưa. Mày hết lượt. Chưa. Lui nè. Trời ơi, ông bá hộ đây thiệt là hào phóng. Em cảm ơn ông bá hộ rất là nhiều. Dạ, em mời ông uống nước ạ. Đây chỉ là mới 20 lạng bạc cầm trước. Dạ. Khi nào xong xuôi á, ta sẽ đưa 20 lạng còn lại. Nhớ làm cho êm nó nghe chưa? Dạ. Ông bá hộ cứ yên tâm, tôi á mà đã tính thì chuyện gì cũng phải xong. Bà đừng có nói suông,
Làm được rồi hẳn hay. Nè. Dạ. Mà con Hiền nó có biết gì chưa? Tôi chưa có nói gì với nó hết. Nhưng mà ông chớ có lo, nó sợ tôi lắm. Tôi biểu nó làm cái gì, đố nó dám cãi. Tôi tin bà đó. Còn nếu như bà làm không xong, phải đền gấp đôi số bạc này đó, biết chưa? Dạ, tôi biết mà. Tôi á, bà đã làm là phải xong. Ông uống nước đi, uống nước đi. Được. Cái gì? Dì gả con cho bá Hồ Hà làng mình hả? Ông ta còn lớn hơn tuổi cha của con mà dì. Con ơi, con không nghe cái câu á, chồng già vợ trẻ là tiên hay sao hả con? Ông bá Hồ á, lớn hơn con có mấy chục tuổi à. Có nhầm nhỏ gì đâu. Cái chính á, là ổng rất là giàu, lại còn có thế lực. Con á, về nhà đó làm vợ lẽ của ổng là một bước lên bà đó con. Còn than gian cái gì nữa không biết à. Nhưng mà dì ơi, con vẫn còn nhỏ lắm, con chưa có muốn lấy chồng bây giờ đâu. Trời ơi, nhỏ cái gì nữa đâu mà nhỏ. Bộ nhỏ là không có tốn cơm tốn gạo ở nhà dì hả con? Dì, con năn nỉ dì đó dì. Dì cho con ở lại nhà đi. Con hứa, con sẽ siêng năng chăm chỉ làm lụng để kiếm tiền kiếm gạo cho dì. Con không có muốn lấy ổng đâu. Chị đừng có lấy ông ta. Em nghe nói ông đánh chết ba bà vợ trước đó chị. Câm miệng đi, cái thằng nhỏ kia. Chuyện người lớn, ai cho mày nói leo vô? Mày muốn ăn đòn giống hôm bữa không? Hả? Còn cái con kia, tao nói nãy giờ khô nước miếng, dùng lời ngon ngọt với mày á, mày cũng không chịu hiểu lành sao? Chắc á, mày á, tao phải rắn tay một chút cho mày sáng mắt mày ra. Dì ơi, đi. Dì ơi, thả chị Hai ra cho con đi. Dì, thả chị Hai ra. Tao á, cho mày vô nhà kho, nhốt mày lại, cho mày nhịn đói 3 ngày 3 đêm. Coi coi á, mày còn ly được nữa không? Đi. Chị ơi, tha cho con đi vậy. Thả chị Hai ra. Không có xin xỏ gì nữa hết. Đi, xuống nhà con, nhanh. Chị tha cho con đi. Chị ơi, thả chị Hai ra. Giữ lại hàng kia, buông ra. Đi. Chị ơi, chồng đi xuống nhà con. Đi. Buông con ra. Chị Hai. Chị hai con thức không? Chị Hai ơi, Lương là em hả Lương? Dạ em đây, để em mở cửa cho chị nha. Trời ơi, vô đây nè. Sao em mò ra đây? Rồi lỡ dì với chị Chanh thấy đánh em thì sao? Em canh gì với chị Chanh đi ngủ rồi. Em ơi, dám xuống đây. Chị Hai ơi, chắc là chị đó lắm đúng không chị Hai? Hồi nãy em có lẻn xuống bếp tính lấy đồ ăn cho chị á, nhưng mà dì cất hết rồi, không còn gì dưới bếp hết á. Dì không sao hết á. Mẹ nè, em có tin chị không? Em tin chị chứ. Vậy bây giờ mình bỏ trốn nha. Bỏ trốn đi đâu hả chị Hai? Đi đâu cũng được hết á, miễn sao mình thoát khỏi nơi này.
Mình bỏ đi rồi á, cho dù chị có đi làm thuê làm mướn, chị cũng sẽ nuôi em nha. Dạ. Chị không thể sống ở đây được. Chị không thể làm vợ của lão Bá Hộ, nheo lấy ông ấy, chẳng khác nào đi vào chỗ chết. Lão không chỉ keo kiệt và bủn xỉn mà còn vũ phu nữa. Hồi nãy lúc chị bị nhốt vô đây á, em ở đó có bị gì đánh không? Dạ không. Dạ không chị. Vậy giờ mình đi liền nha chị hai. Ừ, đi nghe. Dạ. Đi. Con suối kìa, để em ra uống nước rồi mình đi tiếp. Em khát nước quá. Ai uống nước suối ở đây sẽ bị hóa thành hổ. Nè Lương, không có uống được đâu. Sao vậy chị? Em đang khát mà. Nhưng chị mới vừa nghe một giọng nói, ai uống nước suối ở đây thì sẽ biến thành hổ đó. Bây giờ em ráng nhịn thêm một chút nữa nha Lương. Đi thêm chút nữa, thế nào cũng có con sông, con suối khác nha. Dạ. Mình đi tiếp đi chị. Vậy mình đi. Dạ. Chị hai ơi, chị hai cho em ra uống nước suối nha chị hai. Không có được, em uống nước suối trong rừng này, lỡ có chuyện gì thì sao? Em ráng lên đi, một chút nữa sẽ ra khỏi khu rừng này. Rồi ở đó có làng mạc, chị sẽ kiếm nước cho em uống. Không được đâu chị hai, em khát dữ lắm rồi, em phải uống nước suối thôi chị hai. Ai uống nước suối ở đây sẽ bị hóa thành thỏ. Đừng má. Bị biến thành thỏ rồi thấy chưa? Chị hai ơi, chị đừng có khóc nữa mà. Em xin lỗi đã không nghe lời chị, nhưng em khát quá. Lương. Lại phá đám rau của chị trồng nữa đúng không? Cái tật phá phách không bỏ à. Chứ không phải chị trồng cho em hả? Thì chị trồng cho em chứ ai. Trên đời này chỉ có mỗi mình em là người thân thôi. Phải chi Phải chi em không ở trong cái lớp thỏ này, chắc bây giờ cũng cao lớn và đẹp trai lắm ha. Nè, chị sắp khóc nữa rồi phải không? Mấy năm rồi mà chị vẫn không quen hình hài này của em sao? Em á, là thỏ thì cũng có sao đâu. Miễn á, là chị em mình ở bên nhau là được rồi. Bộ em không muốn trở lại thành người sao? Muốn chứ, nhưng mà em thấy chị vất vả, băng rừng tìm các nguồn suối để cho em uống, là em lại thấy áy náy. Phải chi á, lúc đó mẹ em nghe lời chị thì đâu có ra cớ sự như vậy đâu. Chị còn sức, chị còn tìm các con suối ở trên thế gian này cho tới khi nào giải được lời nguyền để em trở lại làm người. Chị hai à, hay là mình tìm chỗ nào gần làng mạc để sinh sống đi. Mấy năm rồi chắc mẹ con bà ta cũng không nhận ra chị nữa đâu. Chứ em thấy chị sống ở đây thiếu thốn quá. Không có được, ở sâu trong rừng á thì em mới được an toàn, em không có bị chú ý. Với lại á, ở trong rừng này
thì chị mới dễ tìm đến những con suối để giải lớp thỏ cho em chứ. Vậy thôi tùy chị. Nó chạy rồi kìa cậu. Đi đi, đi theo nó. Dạ. Đi theo nó. Ừ. Cậu. Hả? Bụi cây kia đung đưa động đậy kìa. Chắc còn cọp ở trong đó đó. Đưa tên cho ta. Ủa, con thỏ chứ không phải con cọp. Mà hình như cậu chỉ bắn sượt ngang qua nó thôi. Cậu bắn lại đi cậu. Lần này bắn chính xác nha cậu. Khoan đã. Ta thấy con thỏ này nó lạ lắm. Ai cũng biết là giống thỏ chỉ cần nghe tiếng người là sẽ biến mất tâm vào trong rừng sông. Còn con thỏ này giống như là cố tình chạy qua chạy lại cho chúng ta thấy vậy. Vậy thì nó muốn chết. Không phải. Hả? Ý ta là giống như nó muốn chúng ta phát hiện ra nó, để chúng ta biết một điều gì đó. Đi theo con thỏ. Dạ. Vậy thì con sẽ bỏ con cọp bắt con thỏ. Con thỏ này ranh ma quá cậu. Khoan đã. Tại sao giữa khu rừng lại có một căn nhà như vậy? Không được đường đột xông vào nhà người ta, để không lại mang tội thất lễ. Trong rừng sao? Tại sao lại săn bắt con thỏ của tôi chứ? Hả? Cô nương đang hỏi chuyện cậu kìa. Cô hỏi gì vậy? Cổ hỏi là tại sao cậu lại bắt con thỏ của cổ? Ta xin lỗi nè. Nàng đừng sợ nha. Ta là Lý công tử, con của bá hộ Lý ở làng Dương ở bên kia rừng. Chúng ta không biết đó là con thỏ của nàng, cho nên đã vô tình làm nó bị thương. Có gì ta sẽ đền bạc cho nàng. Sự. Sự. Dạ. Dạ đây. Đây, ta có một ít bạc, ta xin gửi cho nàng. Cảm ơn công tử đã có lòng. Nhưng tôi ở trong rừng sâu, không cần tiền bạc, chỉ cần sự bình an. Con thỏ này cũng không có bị gì nặng, tôi tự chăm sóc cho nó được. Xin công tử hãy rời khỏi nơi này. Xin công tử hãy trả lại sự bình yên cho khu rừng này và muôn thú trong khu rừng. Ta cũng muốn đi lắm, nhưng mà ta bị lạc đường rồi. Ủa? Với lại ta khát nước quá. Hay là nàng có thể cho ta một ngụm nước uống được không? Nếu vậy thì xin mời công tử ngồi. Ủa cậu, mình đâu có lạc đường đâu. Đường về ở. Ở đây nghèo hèn, không có gì xứng với công tử. Nhưng công tử nói là khát nước, ta xin mời công tử chén nước. Cô ít lòng nhiều. Cảm ơn này.
nước ngọt quá. Mà nàng ở đây một mình hay sao? Không giấu gì công tử, con thỏ này á chính là em trai của tôi. Nó đã uống phải nước của một dòng suối bị phù phép nên mới bị biến thành con thỏ. Tôi đã cố gắng 10 năm trời đi tìm nước thần để cải lốt thỏ cho em tôi, nhưng trời vẫn chưa có cho gặp. Thì ra là như vậy. Cho nên nàng mới sống ẩn nhật ở trong rừng sâu này hay sao? Dạ. Không phải chỉ có chuyện đó không? Dì ơi, đi. Dì ơi, thả chị hai ra cho con đi. Dì, thả chị hai ra. Mau á, cho mày vô nhà kho, nhốt mày lại, cho mày nhịn đói 3 ngày 3 đêm. Coi coi á, mày còn ly được nữa không? Dì, mày ra đây. Mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên. Mày nè, mày nè, mạnh lên. Chuyện của nàng thật đáng thương. Nàng có muốn tao giúp trả thù kẻ đã hãm hại hai chị em nàng không? Dạ không. Tại vì trả thù họ cũng không khiến cho tôi hạnh phúc hơn. Tôi chỉ muốn tìm được nước suối thần để giải lời nguyền cho em trai của mình. Như vậy là tôi mãn nguyện lắm rồi. Nàng thật là nhân hậu. Ta vừa nhìn nàng đã thấy đầy cảm mến, như là đã hẹn ước từ kiếp trước vậy. Hay là nàng hãy về ở với ta đi. Cha mẹ ta cũng đã qua đời, bây giờ là do ta cai quản toàn bộ cơ nghiệp của nhà họ Lý. Nàng về ở cùng ta đi, để có thể cùng ta chung tay để giúp ta cai quản và phát triển gia sản đó. Nàng làm phu nhân của bá hộ thì không ai có thể bắt nạt được nàng. Em trai của nàng cũng sẽ được bảo vệ an toàn nữa. Công tử nói thật sao? Thật. Ta rất mến nàng và muốn bảo vệ nàng suốt cuộc đời này. Cảm ơn tấm lòng của công tử, nhưng tôi sẽ không để ai bắt nạt hai chị em. Nàng không lo, nhưng mà ta lo. Trong rừng biết bao nhiêu là cạm bẫy, thú dữ và cả những người nguy hiểm nữa. Vẻ đẹp thuần khiết trong sáng của nàng phải được tỏa sáng, và nàng xứng đáng được sống đầy đủ và hạnh phúc hơn, chứ không phải là chôn vùi ở nơi đây. Với uy thế của công tử, tôi tưởng xung quanh ngài chẳng phải có hàng trăm hàng ngàn tiểu thư khác hay sao? Họ vừa xinh đẹp, vừa môn đăng hộ đối với công tử. Công tử tha hồ mà lựa chọn. Công tử cần chi một nhan sắc tầm thường trong khu rừng này? Nàng nói vậy tức là nàng không biết mình rất đẹp sao? Một bông hoa quý rực rỡ mà ta chưa bao giờ thấy. Với lại trái tim dịu dàng và nhân hậu của nàng là thứ mà vô cùng hiếm có. Ta xin nàng hãy về với ta. Ta hứa sẽ luôn đối đãi tốt với nàng. Em ơi, em thấy sao? Em lúc nào cũng muốn thấy chị hạnh phúc hết. Lý công tử có vẻ là người tốt, nếu không phải anh ta ngăn lại thì em đã bị bắn rồi. Em thấy chị nên về đó. Nhưng về đó thì chị sẽ không còn cơ hội đi tìm dòng nước suối thần cho em, để mà giải cứu em khỏi lốt thỏ này. Chẳng lẽ em phải sống trong lốt thỏ này hoài sao? Chuyện đó thì nàng cứ yên tâm, đích thân ta và gia nhân sẽ đi tìm dòng suối thần thay nàng. Dạ đúng rồi đó cô. Cô cứ theo cậu con về đi. Trước giờ á, con chưa từng thấy cậu hết lòng với ai giống như cô vậy. Đa tạ công tử. Nếu vậy thì tôi đồng ý theo người về làng dân, nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì? Nàng cứ nói. Đó là công tử đừng săn bắt các con thú trong rừng này nữa. Chúng cũng là sinh vật sống và cuộc sống riêng của chúng. Được, ta chắc chắn hứa sẽ không bao giờ săn bắt trong rừng nữa. Trời ơi, mẹ đi nhanh lên đi mẹ. Sao mẹ đi chậm dữ vậy nè? Nhanh từ, nhanh từ. Lên. Cái gì mà hối dữ vậy? Nhanh ra. Nhanh nhanh. Trời đi mẹ ơi, đi đón công tử mà làm gì ghê dữ vậy? Lý công tử sắp tới rồi kìa mẹ. Lý công tử là ai? Mà Lý công tử có phải là cái cậu mà hay phát chẩn cho người nghèo không? Dạ, dạ đúng rồi đó mẹ. Người ta bây giờ là bá hộ Lý, chứ công tử gì hả con?
Nhưng mà có là bá hộ đi chăng nữa thì vợ của bá hộ thì cũng là bá hộ phu nhân thôi, chứ có gì đâu mà thiên hạ kéo đi rần rần như là đón hoàng thượng hay là hoàng hậu vậy đó. Trời ơi, mẹ không biết gì hết trơn á. Nè, bá hộ Lý là giàu nước tiếng nhất làng dân vì sự giàu có và danh giá của mình. Còn nghe đồn á là họ có họ hàng gì với nhà vua đó mẹ. Còn Lý công tử á, nổi tiếng là đẹp trai, hay chữ giỏi võ. Từ khi á mà ông bá hộ chết, công tử một mình gánh vác cơ nghiệp nhà họ Lý và giúp cho gia sản họ ngày một tăng lên. Nhưng lạ một điều á là công tử không ưng bất cứ một cô gái nào ở trong làng hoặc là ở các làng lân cận. Ồ, ai cõi cũng chê hết, thậm chí là không thèm liếc mắt nhìn tới đó mẹ. Vậy mà bây giờ con nghe đâu công tử rước về một cô gái từ trong rừng, không biết là con nhỏ nào có phước dữ vậy không biết. Vậy hả con? Dạ. Đâu, để mẹ coi mặt Lý phu nhân coi. Ý gì chanh? Mày dòm coi hả? Sao Lý phu nhân dòm quen quá vậy con? Hả? Trời ơi con hiền. Nhìn hả? Kỹ đi, con hiền kìa. Sao mà vậy được? Đúng là con hiền rồi con ơi. Mẹ ơi, đúng là nó rồi. Bây giờ nó là Lý phu nhân rồi. Hai mẹ con mình đi đời với nó con ơi. Mẹ ơi, bây giờ mình phải làm sao hả mẹ? Từ từ, để mẹ tính coi. Nè, nó đổi đời rồi. Mình á mà đối xử với nó như ngày xưa là mình chỉ có lỗ. Ừ. Mẹ phải tìm cách bù lại 20 lượng bạc khi mà nó bỏ trốn. Đã 3 năm rồi thiếp chưa được về nhà. Sẵn tiện hôm nay đi ngang, thiếp muốn vô nhà thắp nhang cho cha. Được chứ. Và thăm người thân. Hiền ơi, Hiền. Trời ơi, đúng con tôi rồi Hiền ơi. Trời ơi, con đây hả? Dì tìm con mấy lâu nay, dì tìm con quá trời luôn. Hiền ơi, đúng là em rồi. Trời ơi, mẹ con chị nhớ em lắm đó. Đúng rồi con ơi. Hai người này là ai vậy nè? Dạ, đây là mẹ kế và chị Chanh. Mà thiếp đã kể cho chàng rồi đó. À, dạ đúng rồi, tôi là mẹ kế của phu nhân ngài đây. Ngày xưa hiểu lầm có chút xíu à, vậy mà phu nhân bỏ nhà đi. Chứ thiệt ra tôi thương phu nhân như là con đẻ của tôi vậy đó. Cha của phu nhân mất sớm, tôi một mình vất vả sớm hôm nuôi phu nhân khôn lớn. Bây giờ nó được làm phu nhân rồi, trời ơi tôi vui mừng quá trời vui mừng luôn. Hạnh phúc lắm. Con hạnh phúc là vì vui lắm. Chanh nói vui lắm. Đúng rồi đó, em hạnh phúc á là chuyện với mẹ vui lắm đó. Đúng rồi con ơi, ngài mà không tin á, ngài hỏi thử bà con chòm xóm coi, sẽ biết rõ được tấm lòng của tôi nè, thương con hiền như thế nào luôn á. Đúng không mọi người? Hiền ơi, bây giờ mình về nhà nha con nha. Dì ơi, con thắp nhang cho cha xong rồi. Bây giờ con phải theo phu quân về làng dân rồi. Có gì sau này gặp lại, con sẽ hàn huyên và tâm sự với dì nhiều hơn. Đâu có được đâu con. Một năm nay dì khóc thương con, muốn mù hai con mắt. Bây giờ dì không có để con đi nữa đâu con ơi. Hay là bây giờ con giận dì? Nếu như mà con còn giận dì thì dì quỳ xuống đây xin lỗi con. Dành quỳ đi con. Dì đứng lên đi dì. Không, dì quỳ ở đây, khi nào con tha thứ dì mới đứng dậy. Dì quỳ luôn. Dì với chị Chanh đứng lên đi. Không. Thôi được rồi,
Con không còn giận gì với chị Chanh nữa đâu. Hai người đứng lên đi. Đứng lên con. Con tốt quá. Mà sao dạo này con ốm vậy con? Còn thằng Lương đâu con? Sao nãy giờ dì không có nhìn thấy nó? Chuyện về Lương em con dài dòng lắm, con sẽ kể cho dì nghe sau. Tội nghiệp con quá Hiền ơi. Hiền ơi, dì muốn được ở gần con để được tiền bề chăm sóc con. Dì muốn bù đắp những năm tháng mà con xa dì. Cha ơi cha, cha mà có sống khôn thác thiệt, cha phù hộ cho gia đình mình đoàn tụ nha cha. Cha ơi, đúng rồi, con cúi lạy cha. Chị hai, xong rồi thì mình đi đi, đừng tin vào mấy giọt nước mắt cá sấu đó của họ. Nhưng bây giờ nhìn gì cũng thấy tội nghiệp quá. Chị sao vậy chị hai? Bộ chị quên họ đã đối xử với mình ra sao hả? Chị nhớ chứ. Nhưng sống mà cứ ôm hận hoài cũng đâu có được. Với lại bây giờ bên chị đã có Phu Quân rồi, hai người họ có muốn hại chị cũng đâu có được. Chàng à, thiếp muốn đưa dì và chị thiếp đi về cùng, chàng có đồng ý không? Tùy nàng thôi, nàng muốn thế nào ta cũng đồng ý. Nếu như dì và chị Chanh thích, cùng theo con về vậy. Dì với Chanh sẽ theo chăm sóc cho con mà Hiền. Đúng rồi đó, chị sẽ chăm sóc cho Hiền nha. Phu nhân, ráng ráng đi phu nhân. Phu nhân ráng đi. Nè, phu nhân hít sâu vô. Ráng đi phu nhân. Ráng đi phu nhân ơi. Ráng đi, ráng đi. Ráng đi phu nhân ơi. Hít sâu vô. Thở mạnh ra. Hít sâu vô. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Ráng lên phu nhân. Phu nhân, ráng lên phu nhân. Một hơi nữa thôi phu nhân ơi. Ráng lên phu nhân. Sắp được rồi phu nhân ơi. Ráng lên phu nhân. Mang thuốc lên cho phu nhân, mau lên. Dạ. Ráng lên phu nhân. Ráng lên. Ráng lên phu nhân ơi. Được. Dạ. Sắp được rồi, sắp được rồi. Phu nhân sao rồi? Dạ, phu nhân sanh khó ạ. Mạnh ra đi phu nhân. Phu nhân sanh khó, sao mẹ không ở trong đó? Phụ nhũ mẫu một tay. Dạ, nhũ mẫu kêu con đi chuẩn bị sẵn thuốc bổ cho phu nhân. Vậy thì đi mau đi. Ráng đi. Dạ. Ráng đi phu nhân ơi. Phu nhân ơi, ráng đi, ráng đi phu nhân. Đó. Nè. Dạ. Thuốc của phu nhân hả? Dạ, thuốc của phu nhân ạ. Đưa đây, ta đem vô cho. Nhưng mà ta là mẹ của phu nhân, ngươi không tin ta sao? Dạ, nhưng mà ngươi mau đi xuống bếp nấu sẵn những món bổ cho phu nhân, để khuya phu nhân tỉnh dậy có cái để mà ăn liền chứ. Dạ. Đưa đây cho ta. Dạ, con đi liền. Con gái ta sao rồi? Dạ thưa bà, phu nhân sinh khó nên hơi bị kiệt sức. Nhũ mẫu nè, bà chăm sóc phu nhân cả đêm rồi, chắc là cũng mệt lắm phải không? Thôi, đi ra ngoài nghỉ ngơi chút đi, để ta chăm sóc phu nhân cho. Dạ không được đâu thưa bà. Trước khi ông chủ lên kinh thành buôn bán, ông chủ đã dặn kỹ tôi phải tận tay chăm sóc phu nhân cẩn thận, không được giao phó cho ai hết. Ý bà nói là ngay cả ta cũng không được tận tay chăm sóc con gái và cháu ngoại ta sao? Nhưng mà ông chủ đã dặn rồi, tôi không dám cãi lời. Thôi được rồi, thuốc của phu nhân nè, bà mau cho phu nhân uống đi. Thuốc này á là tự tay con mén, nó sắc theo lời bà dặn đó. Dạ thưa bà. À.
Cậu, cậu. Cậu ơi, sao giờ cậu mới về? Sao vậy? Phu nhân sao rồi? Dạ, thầy Lan đã tận tình cứu chữa, nhưng phu nhân sinh khó, đã không qua khỏi. Trời ơi, phu nhân của ta. Phu nhân. Cậu, cậu ơi, cậu ơi, cậu. Cậu. Phu nhân. Mà chàng vẫn còn ngồi tính sổ sách sao? Ta đã nói là không ai được tới gần ta trong khi ta đang làm việc. Vậy thì chị ra đây làm gì? Thiếp sợ chàng thức khuya mệt mỏi nên thiếp mới hầm một chén canh để cho chàng tẩm bổ mà. Chàng ăn liền đi cho nóng. Phu nhân ta mất chưa được tuần trăng, chị dù sao cũng là chị của cô ấy, xin hãy xưng hô cho phải phép. Mà ta không có ăn đâu, chị hãy đem ra ngoài đi. Kỳ chàng, chàng cứ ăn thử đi, ngon lắm đó. Canh này á, thiếp đã tự tay nấu suốt 2 canh giờ. Chàng ăn liền đi cho nóng. Ta đã nói là ta không ăn mà. Chắc chàng thức khuya làm việc cũng mệt mỏi rồi, hay là để thiếp xoa bóp cho chàng nha. Chị làm cái gì vậy? Thì chị đi ra ngoài ngay. Ta nể chị là chị của phu nhân ta nên mới cho phép chị ở lại tới gia trang này. Nhưng nếu chị cùng bén mạng tới chỗ của ta làm việc thì đừng có trách ta. Sự đâu? Sự. Dạ. Ta đã dặn kỹ, không cho bất cứ ai lại gần ta trong khi ta đang làm việc. Nhớ lần sau còn để xảy ra chuyện này nữa, ta sẽ xử phạt người đó. Dạ, con biết rồi thưa cậu. Công tử ơi, công tử ngủ đi công tử. Ngoan mà công tử. Con ơi. Phu nhân. Phu nhân. Phu nhân. Phu nhân. Nhũ mẫu, có chuyện gì vậy? Sao con vừa nghe nhũ mẫu gọi phu nhân? Ta mới vừa nhìn thấy phu nhân ở trong phòng. Chắc là nhũ mẫu nằm mơ rồi. Phu nhân mất rồi mà nhũ mẫu. Không lẽ ta nằm mơ sao? Dạ cậu, uống nước sâm cho khỏe nghe cậu. Bộ có chuyện gì sao bà hai? Dạ có chuyện này, không biết tôi có nên thưa với cậu chủ không nữa. Có chuyện gì bà cứ nói. Tôi nghe bà vú nói đêm nào phu nhân cũng về thăm công tử hết. Sao? Bà nói đêm nào phu nhân cũng về thăm công tử hết. Vậy sao bà vú không nói với ta? Dạ bà có nói bà nghĩ mình nằm mơ nên không có dám thưa lại cậu chủ, sợ nói không đúng lại mắc tội. Thôi được rồi, bà cứ xuống bếp lo chuyện của mình đi. Dạ tôi xin phép cậu. Đêm nay ta sẽ vào phòng của phu nhân xem rõ thực hư ra sao. Là nàng rồi, là phu nhân thật sao? Nàng có biết ta và con nhớ nàng lắm không? Nàng đừng đi nữa, đừng bỏ ta đi nữa nha phu nhân.
Nàng nói sao? Cái chết của nàng là có khuất tất sao? Phải. Sau khi sanh, thiếp bị kiệt sức, nhưng trong lúc nửa tỉnh nửa mê, thiếp vẫn nhìn thấy mẹ kế có đi vào phòng để đưa thuốc cho nhũ mẫu đút cho thiếp uống. Vậy là bà ta đã đầu độc nàng sao? To gan! Ta sẽ đi báo quan để hỏi tội mụ ta. Mà không, ta không cần phải báo quan. Ta muốn tự tay ta tra xét và trừng trị mụ ta thích đáng. Thật ra chuyện này chưa đủ chứng cứ để nói lên sự gì. Chàng hấp tấp quá, biết đâu lại xử quan cho người ngay. Vậy bây giờ ta phải làm sao? Nàng hãy nói đi. Không có nàng, ta không còn thiết sống trên đời này nữa. Chàng đừng có nói vậy. Chàng còn có con trai của chúng ta mà. Chàng hãy thay mặt thiếp chăm sóc con. Hãy yêu thương con trai và giúp thiếp một chuyện. Nàng còn tâm nguyện gì? Cứ nói đi, ta sẽ làm. Thiếp đã thác đi, nhưng còn một tâm nguyện chưa thành. Đó là tìm cách hóa giải cho em trai của thiếp trở lại thành người. Xin chàng hãy giúp thiếp hoàn thành tâm nguyện đó. Được, ta hứa, dù vượt trăm đèo ngàn suối, ta cũng sẽ giúp em của nàng trở thành người. Nàng cứ yên tâm. Nàng, nàng đừng đi. Phu nhân, phu nhân, phu nhân. Anh nói thật sao? Trời ơi, chị hai đã thác rồi mà còn nghĩ tới đứa em này. Nhưng mà biết tìm dòng suối đó ở đâu bây giờ? Con vất vả mấy ta cũng không có màng. Ta đã hứa với phu nhân, bằng mọi cách ta sẽ tìm được dòng suối để hóa giải lời nguyện giúp cho em. Tỉnh rồi. Anh hai có sao không anh hai? Con cảm ơn ông, con cảm ơn ông nhiều lắm. Ông vừa mới cứu con sao? Mà ông lại? Ta là thần núi, có phải là người muốn tìm con suối để hóa giải lời nguyền hay không? Đúng rồi. Mà sao ông biết? Vậy ông có biết con suối đó ở đâu không? Hãy giúp con với. Con nguyện đánh đổi tất cả để có được nó vì người đã khuất. Đánh đổi tất cả? Dạ. Kể cả cơ nghiệp nhà họ Lý mà ngươi đã cất công gìn giữ và phát triển sao? Dạ phải. Kể cả cơ nghiệp của con. Miễn sao cậu ấy trở lại thành người để con thỏa được tâm nguyện của phu nhân con. Người không hối tiếc chứ? Dạ không, con sẽ hy sinh tất cả mọi thứ, kể cả hy sinh tính mạng của mình, thì cái gia sản đó có là gì đâu. Được, người nói là phải giữ lời đó. Đây là dòng suối thần mà các ngươi tìm kiếm bấy lâu đó. Lương ơi, vậy là em được cứu rồi. Anh hai. Lương ơi, em trở lại thành người rồi. Em đã trở lại thành người. Em cảm ơn anh hai.
Đa tạ ông. Đa tạ ông. Con đa tạ ông. Đa tạ ông. Con đa tạ ông. Phàm những chuyện ở trên đời đều có nguyên nhân của nó hết đó. Chàng trai trẻ hãy nghe đây. Việc cậu bé này biến thành thỏ cũng chính là cơ duyên để ba người các ngươi gặp nhau. Đó cũng là một trong các thử thách mà các ngươi phải trải qua trong cuộc đời này. Nhưng hai chị em của con sống hiền lành, tử tế, nên trời thương phái ta xuống đây để giúp đỡ. Bây giờ quả đã qua rồi, thôi bây giờ hãy lấy nước suối thần về tưới lên mộ của người đã khuất. Vì cô ấy từ trần chưa được một tuần trăng nên điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Dạ, con cảm ơn ông. Đa tạ ông. Đa tạ ông. Đa tạ ông. Đa tạ ông. Phu nhân. Phu quân. Thì ra điều kỳ diệu mà thần sứ nói chính là nàng được sống lại hay sao? Phải. Thiếp cũng không ngờ là sẽ gặp lại được chàng ở chốn dương gian này. Phu nhân. Lương, em đã trở lại thành người rồi hay sao? Lương. Chị hai. Con cho gọi gì với lại tranh con gì lên đây? Có chuyện gì không con? Con muốn hai mẹ con gì gặp một người. À, gì vậy mẹ? Là ai vậy con? Chị sẽ cúng đàng hoàng cho con đừng có hù gì. Đúng rồi đó Hiền. Chị lại em, chị lại em Hiền ơi. Chị xin con. Tôi đâu cần bà cúng kiến gì cho tôi. Tôi chỉ cần biết vì sao hai mẹ con bà lại muốn giết tôi. Không có. Dì đâu có muốn giết con. Đâu có muốn giết đâu. Dì không có giết. Con Hầu nó đã kể tất cả cho tôi nghe rồi. Tại sao bà lại đối xử với tôi như vậy? Không có, không có. Đó không phải thuốc độc đâu. Nó là thuốc yếu người, thuốc liệt người thôi hả? Hiền ơi, liệt người thôi. Cuối cùng là bà cũng đã tự nhận rồi. Được rồi, ta sẽ đưa hai mẹ con của bà lên quan. Đừng, đừng, tôi xin ngài, tôi xin ngài. Do gì muốn nó nằm liệt một chỗ thôi, chứ không muốn nó chết. Hiền ơi. Hiền ơi, nội với chồng em. Con đừng có chị đưa gì lên quá con em, ơi. Em đã lỗi chị đi. Xin lỗi ha? Con Hiền ơi, chị hối hận rồi. Tới nước này mà hai người còn dám xưng gì và xưng chị với vợ của ta nữa hay sao? Loại người ác độc như mẹ con bà thật đáng ghê tởm. Phu nhân ta đã vô cùng nhân hậu và bao dung cho hai mẹ con bà rất là nhiều lần. Tại sao các người lại hết lần này tới lần khác hãm hại cô ấy như vậy? Được, ta nhất quyết sẽ đưa hai mẹ con bà lên quan để hai mẹ con bà bị trừng trị thích đáng. Đừng mà, tha cho tôi đi bà, tội nghiệp tôi lắm. Mẹ ơi. Phu quân à. Nàng muốn nói gì sao? Xin chàng bớt nóng giận và tha cho họ đi. Dù sao thiếp cũng đã bình yên quay về đoàn tụ với gia đình mình rồi. Không được, những cái ác như họ phải bị trừng phạt thật nặng để làm gương cho thiên hạ. Nàng đừng xin cho họ nữa. Thiếp chỉ cầu xin chàng thêm một lần này nữa thôi. Thiếp xin chàng đó, tuy họ từng đối xử tệ bạc với hai chị em thiếp, nhưng nếu chàng đưa họ lên quan
thì với tội danh đó chắc chắn họ sẽ bị chém đầu. Lúc đó vong linh của cha thiếp nơi chính suối cũng sẽ không được vui, còn dân làng cũng ít nhiều thị phi chê trách. Thiếp không muốn gì họ mà chàng bị người ta nói là tàn nhẫn độc ác. Được không phu quân? Thôi được, nếu nàng đã cầu xin thì ta sẽ chấp thuận. Nhưng mà hai mẹ con bà hãy nghe cho rõ đi. Dạ. Hai mẹ con bà hãy mau cuốn gói ra khỏi nhà ta và đi khỏi vùng này. Tất cả trang sức vòng vàng của hai người đã bòn rút của gia đình ta, hãy trả lại hết tất cả mọi thứ. Nếu còn quay lại đây hãm hại phu nhân ta thì ta sẽ không tha nữa đâu, rõ chưa? Dạ đa tạ. Đa tạ bá hộ. Đa tạ bá hộ. Cảm ơn mẹ ơi. Mẹ, nhanh lên con ơi. Nhanh lên mẹ cho mẹ. Dạ. Mọi chuyện xui rủi đã qua hết rồi, nhưng hình như thiếp thấy chàng vẫn còn điều gì đó không vui thì phải. Không giấu gì nè, để có thể tìm thấy dòng suối thần, ta đã phải đánh đổi tất cả gia sản mà mình đang có. Có nghĩa là sắp tới ta sẽ trắng tay, không còn là một bá hộ giàu có, và nàng không còn là một phu nhân danh giá. Nàng không trách ta chứ? Không đâu, thiếp đâu có yêu chàng vì khối gia sản này. Nếu có tiếc thì chỉ có tiếc từ nay mình không còn giúp đỡ được dân nghèo nữa thôi. Còn chàng dù có là ai đi chăng nữa thì thiếp vẫn mãi yêu chàng. Với lại bây giờ bên cạnh chúng ta còn có em trai thiếp và con trai của chúng ta nữa. Dù có nghèo khổ thế nào thiếp cũng rất mãn nguyện. Hai vợ chồng của ngươi thật là nhân hậu, không có tham lam ích kỷ và biết sống vì người khác. Bá hộ Lý, ngươi hãy nghe đây, ta chỉ thử lòng nhà ngươi thôi, chứ ta làm sao có thể bắt ngươi từ bỏ gia sản mà ngươi và cha ông của ngươi đã vất vả gầy dựng nên nó. Huống hồ ngươi đã dùng tài sản có được để giúp đỡ kẻ nghèo khổ thiếu ăn thiếu mặc hơn mình. Ta chúc cho cả nhà ngươi có cuộc sống hạnh phúc và mong cho sau này ngươi tiếp tục giúp đỡ người nghèo bằng sự tử tế như bây giờ. Đa tạ thân. Vậy là bây giờ mình vẫn có thể tiếp tục lo cho dân nghèo rồi.